Chào mừng tất cả các bạn và các đồng nghiệp đã đến tham dự chương trình gặp diễn giải toán học số 2 của năm học 2021-2022. Đây là một cái chuỗi bài giảng do giáo sư Trần Vĩnh Hưng và tôi tổ chức. Thì hôm nay tôi rất vinh dự giới thiệu giáo sư Nguyễn Hoàng Lộc từ Đại học Bắc Carolina Charlotte, tức là University of North Carolina Charlotte, sẽ trình bày cái bài giảng của mình về ước lượng Kalaman, phương pháp loại hóa trong phương trình đoạn riêng và ứng dụng trong các bài toán ngược. Thì giáo sư Lộc là một giáo sư có rất nhiều những nghiên cứu quan trọng về giải tích số và phương trình đoạn riêng, thì mọi người có thể tìm hiểu trong cái trang web của giáo sư Lộc. Thì bây giờ xin mời giáo sư Lộc. Cảm ơn giáo sư Nẩm, giáo sư Hưng mời mình việc cái talk quan trọng này. Cảm ơn Nẩm giới thiệu cách chi tiết. Thì để xem màn hình cái nhé. Thì hôm nay thì tôi thảo luận với các bạn về cái nghiên cứu gần đây trong vòng một vài năm gần đây của mình về cái complexification method. Nãy Nằm có dịch qua tiếng Việt là giáo sư Nằm dịch qua tiếng Việt là phương pháp loại hóa thì cũng hay, nhưng mà thôi để mình giữ cái chữ complexification method để thấy nghe tiếng nó lồi lồi thế cũng kỳ kỳ á. Thì chủ yếu là cái bài giảng hôm nay thì mình sẽ nói nhiều về bài toán ngược. Thì bài toán ngược là như thế nào? Như là trong cuộc sống của mình thì thường là mình có cái luật người ta gọi là nhân quả. Thì ví dụ như mình có cái nguyên nhân thì người ta sẽ nói là ok, nếu mà có nguyên nhân này chắc chắn sẽ có kết quả kia mà xảy ra. Thì cái đó là người trong cộng đồng toán học thì người ta gọi là bài toán thuận. Còn trong đời sống thì người ta không có đặt tên gì cả, nhưng mà nếu mình nói về ngôn ngữ toán thì gọi là bài toán thuận. Nếu mà mình có nguyên nhân thì các bạn sẽ nhìn ra được thì sẽ có kết quả tương ứng. Tuy nhiên là trong rất là nhiều trường hợp á, là người ta không biết nguyên nhân, người ta muốn đi kịp tìm nguyên nhân, người ta có cái kết, người ta chỉ biết kết quả thôi, người ta không biết nguyên nhân. Thì người ta muốn tìm lấy nguyên nhân thì cái đó là đối với ngôn ngữ trong toán thì người ta gọi là bài toán ngược. Thì tôi lấy ví dụ như là, tôi không muốn lấy ví dụ trong toán vì nếu không thì mới đầu mà lấy ví dụ trong toán thì nó cũng hơi bị technical. Thì ví dụ như các bạn bị sốt thì bác sĩ sẽ chỉ biết được cái hậu quả của mình là mình đang bị sốt thôi, nhưng mà bác sĩ sẽ phải tìm là cái nguyên nhân nào mình bị sốt, virus A, virus B hoặc là virus C gì đó. Thì đó là bác sĩ đang làm một bài toán ngược. Ví dụ trong toán thì cũng có những cái ví dụ vậy. Mình có cái hàm số thì người ta tính được Fourier transform của hàm số, người ta có được Fourier transform, cái đó là bài toán thuận. Còn bài toán ngược là khi mà mình có được cái Fourier transform của hàm số thì mình tìm lại hàm số là hàm số gì, thì đó là cũng là một dạng bài toán ngược trong toán. Nhưng mà cái bài toán ngược mà tôi trình bày hôm nay á là chủ yếu là bài toán ngược cho phương trình đạo hàm riêng. Thì ok, thì đây là cấu trúc của cái bài giảng. Các bạn thấy là rất là nhiều, nó rất là dài, nhưng mà thật ra thì tôi sẽ cố gắng trình bày trong thời gian cho phép. Thật ra thì cái table of contents này là dài nhất từ trước đến giờ mà tôi kịp talk ở khắp nơi. Nhưng mà thật ra thì có những cái như là numerical solution thì mình có thể làm nhanh hơn tí, tại cái đó không có toán gì trong đó cả, trong đó chỉ có là show hàng thôi, thì mình không cần phải nói nhiều. Ok, bây giờ thì tôi sẽ chuyển qua cái phương trình hàm riêng một tí. Cái bài toán thuận mà dành cho phương trình đạo hàm riêng là thế này. Người ta sẽ đưa cho mình một phương trình đạo hàm riêng, người ta bảo giải đi. Thì cái đó là bài toán thuận. Ở đây trên slide này các bạn thấy có hai cái ví dụ. Ví dụ số 1 với ví dụ số 2, cái phương trình số 1 với phương trình số 2 nhé. Thì giờ để tôi giải thích cách từ từ thôi. Nếu không thì nhìn vô phương trình là mình cảm thấy rất là phức tạp, đúng không? Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái hệ số C rất là quan trọng.
Đây chỉ là một trong hai ví dụ nha. Trên đời có rất là nhiều phương trình đạo riêng, không chỉ có hai phương trình đạo riêng này không, rất là nhiều phương trình. Bây giờ tôi lấy ví dụ như thế này, nếu C là một cái hàm số nào đó, tôi gọi C là cái người ta có tên cho C luôn chứ không phải là không, C là cái dielectric constant. Mặc dù là người ta dùng chữ constant này nha các bạn, nhưng mà thật ra C nó là một hàm số, thì tôi nó là một cái physical parameter của môi trường. Thật ra C cái dielectric constant thật ra là square của nó n square, n bình phương, n chính là refractive index của cái môi trường. Refractive index là như thế nào? Nếu các bạn dùng wiki, nếu các bạn lên mạng, các bạn gõ Wikipedia mà tìm coi refractive index là gì á, thì các bạn sẽ thấy cũng có nhiều cách để giải thích. Như trong khoa học thì người ta cũng giải thích được, mà tôi sẽ giải thích như thế này. Nên các bạn, nó sẽ liên can tới là vận tốc của ánh sáng trong cái môi trường. Lấy ví dụ như là refractive index. Ví dụ như trong môi trường á, thì ánh sáng trong môi trường chân không hoặc là không khí thì ánh sáng di chuyển với vận tốc C0. C0 là cỡ 3 x 10^8 mét trên giây. Nếu mà các bạn muốn chính xác hơn thì chỉ có mở sách ra coi thôi chứ không ai nhớ nổi đâu. Thì nếu mà trong cái môi trường khác á, thì vận tốc của ánh sáng nó sẽ khác. Ví dụ ánh sáng mà nó di chuyển trong nước thì nó sẽ đi chậm hơn là so với lại ánh sáng di chuyển trong không khí, đúng không? Thì cái tỷ lệ mà không, tôi viết như thế này đi, mắt không còn quên nhá. Như mình có là C0. C0 là vận tốc của ánh sáng trong không khí. Còn vận tốc của ánh sáng ở vận tốc của ánh sáng trong môi trường đó tôi gọi là V. Thì refractive index á, thì chính là C0 chia V thôi chứ không có gì cả. Còn C thì là bằng N bình phương, có nghĩa là cái square của cái refractive index. Thì bây giờ nếu mà tại một cái điểm X0 nào đó, X0 nào đó trong không gian, các bạn phát ra một cái sóng, thì sóng nó sẽ tiếp tục nó lan truyền ở trong không gian. Thì bây giờ mình đặt tên cho sóng thôi, đặt tên là W, thì cái hàm số W nó sẽ thỏa mãn cái phương trình sóng. Nếu mà tôi scale cái C0 này, tôi giả sử như là vận tốc của ánh sáng trong không khí nó bằng 1, thì W nó sẽ thỏa mãn cái phương trình này. Còn nếu như các bạn không có scale cái C0 bằng 1 á, thì các bạn cái chỗ này mà mình phải sửa lại, đó là W sub TT chia cho V bình phương. Nghe. Còn nếu mà mình scale lại thì mình có viết rất đơn giản, mình chỉ viết là C nhân cho WTT. Đó là bài thắng thuận. Nếu mà các bạn biết được vận tốc của ánh sáng, nếu mà các bạn biết được cái dielectric constant trên toàn bộ không gian, thì các bạn chỉ việc đơn giản giải cái phương trình số 1 ra để mà các bạn tìm được các bạn tìm hiểu cái sóng nó lan truyền đi như thế nào. Thì cái sóng này, tại sao W nó có hai cái variable, một là x với là t. X này thật ra là cái location, còn t là thời gian. Thì tôi gọi sóng này là sóng trong time domain, sóng trong cái thì mình cứ gọi là time domain nha. Rồi có tiếp theo tôi sẽ giới thiệu là sóng trong cái frequency domain. Frequency domain thật ra U này chẳng qua là cái Fourier transform của W thôi. Nếu các bạn đặt là U bằng Fourier transform của W thì U sẽ thỏa mãn phương trình số 2. Thì là phương trình số 2 gọi là phương trình Helmholtz. Đồng thời là mình cũng phải impose thêm cái condition Summerfield radiation condition ở phương trình số 2 để chắc chắn là phương trình này nó giải được duy nhất nghiệm. Cái này ngoài lệ tí, hình như mấy bữa trước Phan Thành Nam có bỏ trên Facebook một cái bài về Summerfield đúng không? Chính là ông đó. Thì cái bài thắng thường là như thế này: nếu mà tôi cho các bạn hàm số C tại khắp mọi nơi, thì nghe phương trình 1 với phương trình 2 là phương trình rất là tường mình. Thì nói chung mình có thể giải cái phương trình 1 với phương trình 2 để mình tìm hiểu cái sóng nó lan truyền đi như thế nào. Thật ra thì cái chuyện mà giải cái bài toán thuật này cũng không phải là bài toán dễ đâu.
Tôi lấy ví dụ như là hồi trước khi mà tôi mới tới trường Charlotte á, tôi muốn Anh giải Lộc ơi, cái hả? dĩ nhiên là từ phương trình số 1 suy ra phương trình số 2 thì nó khá là rõ đối với các chuyên gia, nhưng anh Thập có thể giải thích cho các bạn sinh viên đại học tại sao là phương trình số 2 nó liên quan đến phương trình số 1 không? Ok, nhưng mà mình có thể nói lúc thảo luận được không? Ok. À, thật ra cũng không không khó lắm, mất cũng khoảng chừng 5 phút thôi. Nhưng mà mình sẽ nói vô phần thảo luận đi, tại vì chỗ này tôi không có không có chuẩn bị một chỗ nào trắng để mà viết cả. À, nhưng mà câu hỏi đó hay, có nghĩa là thật ra tại sao người ta thích phương trình số 2 hơn, là tại vì phương trình elliptic thì giải thì nó cũng đơn giản hơn là phương trình có thời gian thôi, chỉ có vậy thôi. Còn K này ở đây á, cái wave number này thật ra thì nó liên can tới frequency, nên là cái sóng ánh sáng, các bạn tưởng tượng cái hình sin hình cos á, thì nếu mà K lớn á, thì cái sóng nó sẽ oscillate mạnh hơn, nó dao động rất là nhiều, còn nếu mà K nhỏ thì sóng nó dao động ít. Nhưng mà ok Hưng, nói chung mình sẽ trả lời câu hỏi của giáo sư Hưng sau nhé. Cái nào mình trả lời ngắn được thì mình trả lời luôn, còn cái nào mà dài quá thì thôi mình để dài. Có bài toán ngược á, à khoan, từ từ, slide này vẫn chưa xong nữa. Thì các bạn thấy hồi nãy mình nói là nếu mà mình có C thì là phương trình 1 với phương trình 2 á, là tường minh, thì mình có thể giải được. Nói chung giải cũng không phải là dễ đâu, cũng cũng khó lắm chứ không phải là không. Tuy nhiên mình cứ giả sử được đi. À, tại vì tôi cũng không muốn nói nhiều về bài toán thuận ở trong cái slide này, chủ yếu là mình sẽ nói bài toán ngược. Thì cái C này á, các bạn nhìn thấy cái vai trò của C trong phương trình á, thì nó là hệ số, đúng không? Thì cái bài toán ngược chúng ta quan tâm á, là bài toán hệ số ngược. Thì á, bài toán ngược là thế này: giả sử các bạn không biết C, các bạn cần tính C, mà cái data của mình á, là một số thông tin của cái phương trình đã hàm riêng. Có nghĩa là nếu mà kéo về lại, nếu nếu mà mình nói về ví dụ này, thì cái thông tin của mình là mình đo được những cái sóng. Tại mình chỗ chỗ nào mình đặt được cái detector thì mình đo được sóng. Chứ mình không đặt detector tại khắp nơi trên thế giới được, đúng không? Mình chỉ đặt detector tại một số chỗ thôi. Mình đo sóng tại một số nơi, mình tính lại được hàm số C, thì đó gọi là coefficient inverse problem. Thì tôi formulate cái bài toán thế này thôi. Nên là nếu mà cho tôi một vài cái thông tin của nghiệm của phương trình ở bên ngoài một cái miền omega nào đó, tôi muốn tìm lại cái hệ số C bên trong omega. Tôi tìm lại cái hệ số C này nữa. Thì tại sao mà cái bài toán ngược mà mình tìm lại cái hệ số C này quan trọng? Ví dụ như hồi nãy giống như trong hai cái ví dụ đầu đó, thì mình thấy các bạn thấy là hàm số C nó liên quan tới những cái physical parameters của omega. Trong hai cái ví dụ trên thì nó chính là cái dielectric constant của material. Các bạn thấy là dielectric constant của không khí là bằng 1 nhé. Dielectric constant của nước là khác nè. Dielectric constant của kim loại là khác. Rồi dielectric constant của elastic là khác. Rồi dielectric constant của bụi cây là khác. Cho nên nếu mà các bạn mà tính lại được cái hàm số C, các bạn vẽ đồ thị của hàm số C ra bên trong omega, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cấu trúc bên trong của omega. Khi mà mình hiểu được cấu trúc bên trong của omega, mà các bạn chú ý là chúng ta chỉ đo thông tin của nghiệm, mình đo thông tin của sóng ở phía bên ngoài omega, mà mình lại tìm được cấu trúc bên trong của omega, thì đó lại là bài toán cực kỳ quan trọng. Thì các bạn có thể hiểu về cái ứng dụng của bài toán ngược là thế này, đó là mình đi tìm hiểu cái cấu trúc bên trong từ những cái đo đạc bên ngoài. Thì đó là cái bài toán ngược. Thì trong ở đây tôi vẽ ra, nói chung tôi tìm được ba cái ứng dụng thực tế trên mạng kiếm rất là dễ thôi của cái bài toán ngược. Thật ra cái ví dụ này là của bài toán inverse scattering problem, bài toán tán xạ ngược thế này. Giả sử như ngay cái ví dụ đầu tiên, nó ví dụ đầu tiên thôi nha. Thì người ta tại một cái chỗ nào đó, người ta phát ra cái sóng,
gọi là sóng tới, incident wave. Thì khi sóng nó sẽ lan truyền tại khắp nơi trong không gian, chứ nó không nhất thiết phải đi tới hay đi lui gì cả, nhưng mà nó sẽ lan truyền khắp nơi trong không gian. Khi mà cái sóng gặp vật cản thì sóng sẽ dội ngược lại. Thì khi sóng dội ngược lại thì cái sóng đó người ta gọi là backscattering wave. Backscattering wave thì cái backscattering wave nó mang rất là nhiều thông tin của cái vật cản nó. Thì khi người ta đo lại cái sóng đó tại những cái chỗ nào đó mà thuận tiện cho người ta để người ta đặt detector thôi, thì người ta sẽ sử dụng cái thông tin của cái sóng tán xạ ngược để tìm lại tính chất của vật cản. Những tính chất rất là quan trọng như là vị trí, hình dạng, hoặc là cái vật cản nó làm bằng cái gì. Thì yes, nếu mà người ta làm được, ví dụ trong cái trường hợp này người ta dò mìn đi, ok, người ta thấy cái vật cản ok bạn này phải không, dielectric constant đó, nó rất là gần với lại kim loại nè, chất nổ nè, thì lúc đó người ta đưa cảnh báo. Còn nếu mà người ta nhìn thấy ok, cái vật này nó là khúc gỗ gì đó, thì ok, thôi xe mình cứ tiếp tục đi tới, không sao cả, đúng không? Thì cái đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai thì cái thí nghiệm cũng tương tự thế thôi. Thì người ta muốn tìm dầu dưới lòng biển, thì người ta mới tại chỗ nào đó trên mặt biển người ta phát sóng. Sóng nó sẽ lan truyền xuống dưới, sâu dưới lòng biển, thì nó sẽ cũng sẽ dội ngược lại. Thì cái sóng dội ngược lại thì mình vẫn gọi là backscattering wave. Thì cái người ta cũng sẽ sử dụng những cái thông tin mà người ta đo được để người ta tìm có dưới lòng biển có dầu hay không, hay là dưới đó chỉ có cát thôi, hay là có cá, có thuyền, có bè gì đó. Ok, nhưng mà đây là một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba cũng rất là quan trọng đó. Các bạn, người ta muốn tìm cái trong cái sản phẩm người ta sản xuất được, trong đó có vết nứt hay không chẳng hạn, có cái gì đó sai sót hay không. Như là anh Lộc bị frozen rồi sao? Ok, hình như là internet có vấn đề, nhưng mà chắc có lẽ là bình thường lại rồi, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. À, thật ra thì đúng là mấy ngày hôm nay thì internet ở nhà mình đúng là có vấn đề thật. Ok. À, thật ra những cái gì tôi nói đây là bài toán ngược hệ số nha. Bây giờ cụ thể hơn mình sẽ nói về bài toán và scattering là mình làm như thế nào. Thật ra những cái gì tôi nói cái slide này á, thì nó sẽ lặp lại những cái gì mà tôi mới vừa nói thôi, nhưng mà mình cụ thể hơn trong phần thí nghiệm setup như thế nào. À, bây giờ omega, giả sử các bạn omega này là cái hộp như thế này thôi nha. Thì thật ra là dân làm toán là như thế này, có rất là nhiều cái hiện tượng khác nhau, có nhiều ứng dụng khác nhau, nhưng mà người ta sẽ tìm cách người ta thống nhất lại thành một bài toán thôi. Như là khi mà đụng tới trường hợp này, người ta vẫn giải đúng cái bài toán đó, đụng trường hợp này, người ta vẫn giải bài toán đó, chứ không nhất thiết là phải làm lại từ đầu. Cho nên là ở đây chúng ta đưa ra cái model cho bài toán inverse scattering problem như thế này. Nếu như bạn có một cái hộp omega như thế này nhé, bạn có cái hình hộp hình nhật, chữ nhật thôi cho nó đơn giản. Đó là không, cái hộp này hình vuông chứ không phải chữ nhật, không, hình hộp vuông, hình lập phương, ok. Là trong ba chiều nhé, các bạn có omega là cái hình hộp là trừ r cho tới r mũ 3, trong r là của số dương. Giả sử như đây là cái miền mà mình không có đi vô được, nhưng mà mình rất là muốn tìm hiểu cái cấu trúc bên trong là cái gì, hoặc bên trong nó có những cái vật nào đang giấu. Giờ giả sử như bên trong này có rất là nhiều cái objects, là nhiều cái target. Tôi lấy ví dụ như cái nó chính là cái mìn mà nổ mà có thể gây hại cho con người. Giả sử ở trong đây có chứa những cái đó, thì bây giờ mình lặp lại cái thí nghiệm mà như tôi nói với các bạn ở slide trước. Bây giờ tôi sẽ thiết kế một cái anten này đây. Chúng ta thiết kế cái anten này đây, thì anten này nó sẽ phát ra cái sóng tới, nó phát ra incident wave. Thì incident wave trong phòng thí nghiệm chúng ta sử dụng là cái optical source nào cũng được. Thật ra nói nào cũng được thì cũng hơi bị không đúng lắm, nó cũng phải có tần số thích hợp. Thì cái sóng tới á, nó sẽ lan truyền và nó sẽ tán xạ lại. Thì ở đây các bạn thấy tôi thiết kế một cái bo ngay đây, một cái bảng này đây. Thì trên cái bảng này á, thì mình để rất là nhiều detector.
thì detector ở đây nó sẽ đo lại cái sóng. Thì cái bài toán inverse scattering này, cụ thể cái bài toán coefficient inverse đó là mình nói slide trước, nghĩa là chúng ta sẽ đo cái sóng ở trên một cái detector, trên rất là nhiều detector, rồi bây giờ mình sẽ tìm lại tất cả những object bên trong omega. Thì cái này là bài toán ánh sáng ngược. Tới đây các bạn vẫn chưa thấy có toán đúng không? Nãy giờ thì chúng ta chỉ nói về bài toán ngược là như thế nào thôi. Thật ra mục tiêu của cái bài nói hôm nay là trong vòng 5-10 phút đầu tôi hy vọng các bạn hiểu rồi chúng tôi đang làm cái gì. Còn tới khi mà làm như thế nào thì lúc đó bắt đầu hơi nhức đầu một tí rồi. Rồi tới là chứng minh định lý gì đó, những cái đó thì mình sẽ để sau 60 phút rồi mình mới làm. Nếu bây giờ làm thì nó sẽ bớt hấp dẫn của cái bài talk này không? Thì các bạn thấy là thật ra cái bài toán inverse scattering nó rất là quan trọng. Thật ra hình như có một cái thôi bỏ qua. Inverse scattering quan trọng cho nên rất là nhiều người làm. Trong đó dân Việt Nam mình cũng làm cũng đông. Thì ở đây có rất nhiều tên tuổi to nha. Tôi cũng hơi thiên vị chút để mình chỉ đề cập tới những anh em Việt Nam của mình thôi. Ví dụ như anh Tân ở Texas Austin làm bài toán ngược rất là dữ. Cũng chính xác là anh Tân cũng làm bài toán ánh sáng ngược, bài toán tán sáng ngược này. Rồi Nguyễn này á là Đình Liêm Nguyễn ở Kansas State. Thật ra mình có rất là nhiều Nguyễn, những Nguyễn khác nhau nha mấy bạn. Những người này sẽ làm còn một Nguyễn khác nữa, đây là Thị Phong Nguyễn. Thị Phong Nguyễn đang ở Purdue thì bạn đã sắp chuyển qua New Jersey để làm giáo sư. Thì có rất nhiều phương pháp để giải cái bài toán inverse scattering. Thì cái imaging technique thì người ta chỉ tìm được cái location với cái shape, có nghĩa là cái hình dạng với là cái vị trí của cái vật cản, của cái null object, nhưng mà người ta không biết được nó làm bằng cái gì cả. Nhưng mà bù lại phương pháp này nó chạy rất là nhanh, nghĩa là đưa data, người ta click một con chuột thôi thì người ta có thể thấy được cái hình dạng ngay lập tức. Còn nếu mà muốn giải thực sự, giải luôn cái bài toán ngược á, là tìm được cái giá trị của hệ số luôn á, hệ số C, thì những cái phương pháp hiện nay người ta làm là dựa vào optimization. Optimization nghĩa là như thế nào? Nghĩa là giả sử các bạn muốn tìm C từ U đúng không? Các bạn muốn tìm C từ U thì các bạn, tôi giả sử là các bạn giải cái phương trình FC bằng U, thì nếu mình có C thì mình tìm được U. À không, U là data đúng rồi, C là cái hàm số, cái hệ số mình cần tính. Thì người ta sẽ làm như thế này, người ta sẽ viết thế này, FC trừ U bằng 0. Người ta sẽ làm như vậy. Thì sau đó người ta bình phương lên, ok, thì nó vẫn bằng 0 đúng không? Thì sau đó người ta lấy tích phân, ví dụ vậy, người ta lấy tích phân trên toàn bộ omega, thì cái này không, cái này thì vẫn là bằng 0. Nhưng mà các bạn biết là từ từ mình sẽ nói như sao, mà người ta giải bằng cách người ta sẽ minimize cái phím hàm này. Thì những cái C nào á, mà làm cho cái tích phân này nó bé nhất á, thì người ta tin rằng C đó chính là cái nghiệm cần tìm. Thì cái phương pháp này gọi là phương pháp optimization. Thì phương pháp rất khó, tại bài toán này yêu cầu thì Tikhonov nghĩ ra là thật ra tất cả những cái technique mà hiện nay mà làm bài toán ngược mà có optimization là tất cả mọi người đều phải bỏ một cái regularization term vô, ở đây vô. Cái này công lao của Tikhonov. Tất cả mọi người hiện nay tới bây giờ vẫn làm này, phương pháp này hiệu quả nhất thế giới. Thì người ta cứ minimize bạn này thôi. Khi mà người ta minimize thì người ta thấy ok, thì cái C nào mà làm cho thằng này, làm cho cái phím hàm này bé nhất thì nó nghiệm thôi. Tại vì khi mà C thỏa mãn cái này thì cái bạn này bằng 0, trong khi eta này rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà cái vấn đề khó ở đây là cái phím hàm này có thể có rất là nhiều local minimizer, trong khi mà các bạn mà giả sử như tôi vẽ đó, cái hàm số ra như thế này, thì cái chỗ này chính là cái hệ số mình cần tính, tôi đặt tên là C star đi. Nhưng mà giả sử như hôm đó trời không đẹp, không may mắn, chúng ta xuất phát từ đây,
chúng ta minimize thì mình cứ đi ngược lại theo cái hướng của đạo hàm, đúng không? Các bạn đi tới chỗ này rồi bạn dính cứng ngắc không thể di chuyển tiếp được nữa. Khi mà mình nói về cái gradient descent method thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái chỗ này nhé. Không đi được nữa có nghĩa là cái, các bạn không bao giờ tìm được C star nếu mà các bạn xuất phát. Sorry. Nếu các bạn xuất phát từ một chỗ như thế này thì không bao giờ mình đi được tới đây cả. Cái đó là nhược điểm cực kỳ lớn của phương pháp optimization. Nhưng cái hàm số này nó không có lồi. Hàm số lồi là hàm số chơi chỉ vẽ tạm thời vẽ như thế này, tên hàm số này gọi là lồi. Thì hàm số lồi nó chỉ có một minimizer thôi thì mình có thể tìm được. Nhưng mà gặp những cái trường hợp như thế này là cực kỳ khó. Thì đây là nhược điểm rất lớn của optimization. Nhược điểm thứ hai của optimization đó là nó làm rất là chậm. Nghĩa là nó cái tính toán nó rất là đắt đỏ. Rồi có thêm những cái phương pháp khác nữa thì ví dụ như thật ra nếu mà các bạn tìm cuốn sách này thì kiểu giống như là bí kíp vậy, mình sẽ học được tất cả những cái chiêu của để giải cái bài toán tăng sản ngược. Như tôi đã nói rồi thì những cái phương pháp rất là mạnh, tuy nhiên là nó cũng có nhược điểm. Cho nên là nhưng mà trong chỗ này mình vẫn chưa nói hết ý. Nghĩa là nếu mà các bạn muốn tìm được C star thì các bạn xuất phát từ một cái chỗ nào đó mà nó gần kinh nghiệm, đúng không? Có nghĩa là mình cần có một cái initial guess. Mình phải có một cái initial guess rất là tốt thì mình mới hy vọng mình tìm được C star. Chứ nếu mình không có thông tin gì hết về nghiệm thì khả năng kiếm được rất là thấp. Tuy nhiên trong thực tế thì initial guess không có. Như giống như các bạn đi tìm dầu, các bạn đâu có biết được ở dưới lòng biển nó có dầu trước đâu, đúng không? Cái initial guess thường là nó không có trước. Cho nên là mình vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu để mà tìm cách giải cái bài toán ánh sáng ngược, tán sáng ngược này. Thì hôm nay chủ yếu là tôi sẽ nói với các bạn phương pháp convexification method, có nghĩa là mình phải, thay vì đưa ra cái phím hàm này nó non convex thì mình phải đưa ra cái phím hàm convex, mà cái minimizer của nó phải đúng với lại cái nghiệm mà mình cần tính. Có nghĩa là mình sẽ convexify cái hàm này, mình sẽ làm cho nó convex. Thì cái đó là cái chủ yếu cái nội dung của cái bài talk mà mình muốn chia sẻ. Đó là những gì mình muốn làm. Bây giờ chuyển qua phần toán, cái phần này nó sẽ hơi nhức đầu hơn một tí. Nhưng mà các bạn có câu hỏi gì không? Ok, thế thì tiếp tục nhé. Ở đây tôi lặp lại những cái gì hồi nãy mình nói. Bây giờ omega là một cái hình lập phương nhé, trong này là 3. Tôi gọi C là dielectric constant. Dielectric constant mình cũng nói rồi ở lúc đầu, đúng không? Thì ở phía bên ngoài của omega, thì giả sử là phía bên ngoài, môi trường phía bên ngoài omega là không khí nhé, thì dielectric constant của nó sẽ bằng 1. Còn bên trong omega là mình không biết gì hết, nhưng mà mình biết là dielectric constant của material thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Rồi. Trong cái bài giảng này thì tôi sẽ giải cái bài toán inverse scattering cho xong trên cái frequency domain, chứ không phải là trên time domain. Trên time domain thì hy vọng là tháng 7 này có Thủy sẽ nói với các bạn. Nếu mà các bạn tham gia cái workshop mà tổ chức bởi giáo sư Tuột với lại giáo sư Hưng thì có lẽ học trò của mình sẽ nói về cái bài toán ánh sáng ngược trực tiếp trên cái cho sóng trên time domain. Giờ mình sẽ làm trên frequency domain. Như k, bây giờ tôi giả sử là tôi gọi k lower bar, k upper bar là một cái interval của wave number. Wave number thật ra nó tỷ lệ thuận với frequency của sóng, nó tỷ lệ ngược với wave và cái wavelength. Thì các bạn có thể tưởng tượng nó frequency cũng được, không sao cả. Với một cái điểm phía bên ngoài của omega, nghe D này nó phải to hơn R, thì x0 sẽ nằm bên ngoài omega. Thì chúng ta gọi cái hàm cái U là sóng trong cái frequency domain. Thì như trên slide trước á, thì hàm số U nó thỏa mãn cái phương trình số 4, problem số 4 nha. Trong đây á, delta là cái direct function.
direct function này thật ra chỉ có mấy cái bạn mà học toán cấp độ mà graduate mới hiểu được delta là gì thôi. Nhưng mà nếu mà về mặt engineer thì các bạn cứ hiểu là delta là cái hàm nó rất là to ở x0 ngay cái chỗ mà mình phát sóng, và nó sẽ decay rất là nhanh, nó có thể là gần như bằng không tại những cái x mà khác khác cái x0 chẳng hạn. Nhưng các bạn đây là hàm Gaussian, các bạn cứ thu hẹp cái chỗ này hẹp càng ngày càng hẹp, càng ngày càng hẹp thì các bạn sẽ thu được sắp xỉ của hàm delta. Nhưng mà cái định nghĩa đó là định nghĩa không có đúng. Định nghĩa đúng thì các bạn phải học một cái course về cái phương trình đa hàm riêng một cách serious. Người ta sẽ định nghĩa delta trong cái nó gọi là sense of distribution. Nói chung là mình cũng không biết dịch qua tiếng Việt là như thế nào. Mà tạm thời trong cái bài giảng này thì các bạn có quyền hiểu là delta là cái hàm số rất là lớn, giống như các bạn chiếu một cái tia laser ngay tại điểm x0 thì ánh sáng cho nó sẽ cực kỳ lớn, và những chỗ khác thì ngay khúc đầu nó sẽ rất là nhỏ, thế thôi. Thì đây là cái bài toán forward problem, là nếu các bạn biết C các bạn sẽ tính được U nhé. Bây giờ bài toán ngược là thế này. Tôi sẽ đo thông tin của hàm số U, đó là hàm số F này và hàm số G này, ở trên một cái tấm bảng gamma phía bên ngoài omega, mà cái với một x ở trong cái bảng, trên cái bảng gamma, k là trong cái interval frequency này, interval wave number, thì chúng ta cần phải tính lại cái hàm số c bên trong omega. Thì cái này là bài toán inverse scattering problem. Thật ra nó cũng gần, nó cũng y chang như cái bài toán mà tôi giới thiệu với bạn ở khúc đầu, trong 10 phút đầu. Nói chung cũng không có khác biệt nhiều, đúng không? Ở đây các bạn thấy là mình đang giải bài toán 3 chiều có hàm số C này. C tôi để Cx, nhưng mà thật ra các bạn hiểu là Cx is xyz, mình cần nó là cái hàm số trong không gian 3 chiều. Trong khi trên cái bảng omega này á, cái data mình đo gamma là 2 chiều, đúng không? Gamma là cái mặt, mặt cái bảng, cái mặt 2 chiều. Còn cái thêm cái k này á, nó nằm ở trong một cái 1D interval, nghĩa là tổng cộng data của mình là 3 chiều, mà mình muốn tính lại cái hàm số c cũng trong 3 chiều. Cái lượng data mà người ta cấp cho mình á, là vừa đủ để mà mình tìm lại cái hàm số c trong 3 chiều. Tại vì sao mình cần vừa đủ? Nghĩa là cái chuyện mà đo đạt nó không phải là đơn giản đâu. Cái chuyện đo đạt cái hàm số u này á, rất là khó. Tôi không biết Khoa có nhớ không, hồi trước mà mấy bạn engineer mà đo cái dữ liệu cho mình cũng mất cả tháng trời, được 5 cái data set rất là đắt đỏ. Thì theo em nhớ là với mỗi cái sort condition, với một cái sort là cái vị trí phát sóng, thì bên team vật lý họ đo mất, em nhớ không làm là 11 tiếng cho, em không nhớ là frequency từ đâu đến đâu, nhưng mà chắc là tầm 200 bộ frequency từ một điểm. Ok, cảm ơn Khoa. Còn nếu nhớ làm thì sao? Tôi cứ cho là nhớ đúng nha. Ok, cho nên các bạn thấy thật là đo đạt là cái chuyện rất là đắt đỏ. Và cho nên là nếu mà mình đo càng ít thì các bạn bên nó càng vui hơn, mà đòi hỏi người ta đo nhiều quá thì người ta quạo, người ta không chơi với mình nữa. Cái chuyện thứ hai tôi muốn nói đây, có thể là có nhiều bạn thích làm bài toán ngược trong machine learning, dùng cái chiêu đó, nhưng mà có thể là sẽ không work, tại vì machine learning đòi hỏi rất nhiều data. Nhưng mà cái chuyện mà mình đo data rất là khó. Nếu các bạn mà đòi hỏi chừng 1.000, 2.000 data, hay là thậm chí 10.000 data để mà train cái model của mấy bạn, thì chắc là các bạn phải đợi rất là lâu thì mấy bạn bên engineer mới có thể cung cấp data. Nếu mình làm một simulated data thì ok, thoải mái, muốn bao nhiêu data cũng được. Nhưng mà nếu các bạn muốn làm với những dữ liệu thật mà đo trong vật thí nghiệm, mà tôi nghĩ là không thể nào. Ok, thì giờ quay lại cái bài toán của Fission Inverse Problem. Thì ở đây tôi phải giải cái bài toán này với cái giả thiết là k mẫu số u nó khác không. Thật ra u khác không thì các bạn cứ tưởng tượng u là sóng, thì
nó dập dìu như thế này thì đương nhiên là u khác không rồi đúng không? Nó có phần thực phần ảo, nếu phần thực bằng không thì phần ảo khác không, thế thôi. Thì thật ra cái giả thuyết này á, nó đúng khi mà k lớn. Thì khi mà k lớn thì u nó sẽ có cái dạng thế này. A là cái magnitude của cái sóng nhân với cái phase. Cái phase nó có dạng là ik tau. Tau này á, chính là cái khoảng, nói chung là thời gian ngắn nhất mà sóng nó có thể truyền từ cái điểm x0 là cái điểm mình phát ra sóng cho tới cái điểm x đó, thì chính là cái hàm tau này. Thì nếu mà các bạn mà có nghe cái bài giảng về phương trình Hamilton Jacobi của giáo sư Hưng mấy năm trước á, thì tau này chính là nghiệm của phương trình Iconoid equation. Thì các bạn thấy khi mà mình viết ra dạng như thế này thì biết khi mà k lớn thì chắc chắn là u khác không, nên cái giả thiết này nó make sense. Khi mà k nhỏ thì tôi tin rằng u nó cũng khác không, nhưng mà không biết làm sao để chứng minh. Thì cái công thức này á, thì công lao là của Weber. Thật ra trước đó tôi cứ nghĩ là của Klebanov và Romanov, mà cái có một lần mình đi dự hội nghị ở Malta thì Weber mới kêu ra nói là tôi mới chính là người chứng minh từ năm 75, là rất là xa năm 2016. Thì nhưng mà sau đó thì mình nói chuyện lại với Klebanov thì thật sự là Klebanov không biết là Weber đã chứng minh trước đó, cho nên hai cái công trình này có thể nói là độc lập với nhau. Nên tốt nhất là tôi sẽ sai tới cả hai người. Đó là cái bài toán mình cần giải. Tôi hy vọng là các bạn hiểu được là cái bài toán tôi cần giải là bài toán gì. Còn giải như thế nào là chuyện khác nữa. Các bạn có thể mở cái note mà mình đã gửi trước cái ngày hôm nay. Một cái file PDF rất là dài. Thì cái khó của cái việc mà giải cái bài toán ngược ở đây á, là các bạn thấy C là mình không biết nha. Bên trong omega là mình không biết C. Cái hàm số U này mình cũng không biết luôn. Nghĩa là các bạn có hai unknowns mà nó nhân với nhau thì cái bài toán này trở thành non-linear. Thường các bạn giải phương trình linear là như x1 cộng x2 bằng 8 chẳng hạn, thì có x1 mũ 1, x2 mũ 1 đúng không? Nhưng mà nếu mình hai cái unknown mà nhân với nhau x1 nhân x2 thì bài toán trình non-linear. Rồi giải bài toán non-linear là cực kỳ khó. Cái đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai đó là các bạn nhìn vô phương trình số 4 á, chúng ta có hai unknown nhưng chúng ta chỉ có một phương trình thôi. Có nghĩa là nó không có công bằng đúng không? Thông thường mình chỉ muốn tìm hai ẩn số thì mình cũng phải có hai phương trình, tìm ba ẩn số thì mình có ba phương trình. Trong cái bài toán ngược này thì chúng ta chỉ có một phương trình, đó là phương trình Helmholtz equation ở chỗ này. Nhưng mà mình có tới hai unknown, cái đó là cái khó. Thì nếu mà mình học calculus giỏi thì mình vẫn có thể tìm cách loại ra một hệ số để mà mình còn được một phương trình một, để mình chỉ có một phương trình với một cái unknown sẽ giải thôi. Thật ra đó cũng chính là cái mà kỹ thuật mà chúng tôi làm ở đây. Thì bây giờ cái slide này các bạn nhìn thấy là phương trình bay tá lả đúng không, rất là nhức đầu. Nhưng mà thật ra trong cái slide này á, là mình chỉ dùng một ít xíu đại số là mình đã có thể hiểu được cái slide này thôi. Thì những cái tính toán đại số đó tôi không thể nào mà viết hết lên slide này được, nhưng mà trong cái note thì là có. Thì đầu tiên á, các bạn có nhớ khúc đầu tôi nói là mình sẽ phát ra cái sóng ở U0 đúng không? Thì cái sóng được model như thế này, là cái Poisson. Mình sẽ phát cái sóng tại điểm U0, sóng là Poisson. Thì công thức của nó là như thế này, U0 sẽ là cái hàm số phía bên phải này. Rồi sau đó tôi đặt ra thêm một cái hàm số V theo là log của U trên U0. Thật ra U0 này á, nó chính là cái sóng mà lan truyền trong trường hợp mà không có cái vật cản nào hết. Thì nếu mà tôi chia ra như thế này á, thì không, chút nữa các bạn sẽ thấy. À không, tôi nghĩ cái đó cũng không cần nói. Nên là cái V như thế này á, thì các bạn sẽ viết được cái phương trình PDE cho cái hàm số V. Các bạn đơn giản là chỉ dựa vô trong cái phương trình PDE của hàm số U thôi. Rồi U, rồi V bằng log của U trên U0 chỉ K bình phương gì đó. Thì nhào vô đây thì mình sử dụng lại cái phương trình này để mình derive lại cái phương trình cho hàm V. Thì
cái đó chỉ là một ít biến phép biến đổi đại số thông thường thôi, chứ cũng không có gì cao siêu cả. Các bạn này chỉ thiệt là rành cái trong lúc mà học calculus mình học có học cái công thức product rule trong tính đạo hàm, ví dụ u v mà tất cả phẩy là u phẩy v cộng v phẩy u, rồi đạo hàm cho cái đó là product rule cho đạo hàm một lần, product rule cho đạo hàm hai lần, thì các bạn sẽ viết lại được phương trình cho v. Thì cái phương trình cho v này nó đỡ khổ hơn cái phương trình cho u ở cái chỗ là nếu các bạn so sánh phương trình v này, các bạn thấy c này nó tách ra khỏi cái nô kia rồi. Nếu mà các bạn so sánh lại hàm số u ngay đây, ok, thì các bạn thấy c này dính với cái hệ số c này dính với lại cái nô u đúng không? Nhưng mà chỉ cần mình đặt một cái mà mình bi qua một phép biến đổi v là bằng log của u trên u 0 thì các bạn thấy chỉ cần qua một thì hàm số c này nó tách khỏi hàm v. Lúc này cuộc sống của mình nó sẽ đỡ khổ hơn. Tuy nhiên mình vẫn trả cái price chỗ này nó concrete về về bình phương nha. Lộc có thể nó giải thích cho các bạn Đức biết tại sao là cái hàm delta Dirac nó biến mất trong cái phương trình số 8. À ok, cảm ơn Nẩm. À sorry, mình quên nói cái chuyện đó. Mà cái đó cũng là chỗ hay đấy chứ. À cái phương trình này á, delta này nó bằng 0 khi mà x nằm trong omega. Tại vì x0 nó ở phía ngoài omega đúng không? Mà delta nó rất là lớn khi x gần x0, mà nó gần nó là bằng 0 khi mà x ở xa x0. Nhưng mà x0 nằm phía bên ngoài omega, cho nên phía bên trong omega thì mình có thay thế cái hàm delta này bằng số 0. Do đó là khi mà tôi viết cái chỗ này cái hàm v đó, thì tôi chỉ nói là cái v satisfy cái equation này khi mà x nó thuộc của omega thôi. À ở đây mình có biết đây là x thuộc omega không? Chứ không có nói là x trong R3. Nếu trong x trong R3 thì chắc chắn là phải có hàm delta, không thể biến mất được. Nhưng mà nếu mà là x trong omega thôi đó thì những cái x này nó sẽ xa x0, thì cái hàm delta chỗ đó chắc chắn là bằng 0. Cảm ơn Câu hỏi rất là đúng. Đúng là mình quên viết lên đây. Anh Lộc cho em nói thêm một câu nữa cho các bạn sinh viên, thì các bạn thấy là đây quan trọng lớp, tức là học multivariable calculus rất là quan trọng. Và cái technique mà giáo sư Lộc nói là lấy u chia cho u không hay lấy log của hai hàm á, nó là một trong những cái kỹ thuật rất là quan trọng cho phương trình elliptic. Tức là cứ lấy hai nghiệm bất kỳ của cái PD rồi chia cho nhau rồi lấy log rồi lấy các bạn nhớ nhiều khi có thể dùng được. Cảm ơn giáo sư Hưng. Ở đây có thêm một cái chuyện nữa đó là tôi cũng chưa có chia sẻ các bạn là hàm số u với hàm u0 là hàm số phức. Mà mình đây log của hàm số phức là cái chuyện rất là nhức đầu chứ không phải là chuyện giỡn. Cũng không có dễ dàng gì cả. Tại sao mà tôi phải lấy log của u chia u0 là cũng có lý do. Chứ tôi không lấy đại log u. Thật ra lấy log u thì các bạn vẫn có thể derive cái phương trình tương tự như thế này mà không cần phải qua u0. Tại sao mình phải lấy cái u trên u0? Thì các bạn tưởng tượng lại nha. Nếu u của mình nó có cái dạng như thế này, u của mình là như thế này đúng không? Nghĩa là e mũ ik thau gì đó. Nếu các bạn chia cho u0 thì các bạn sẽ là, tôi lấy cái a phẩy đi tại nó có cái phase nha. Ik chỗ này nó sẽ là tau x minus x minus x0 gì đó. Ok, thì cái hàm mà sau khi bạn chia u0 này á, thì các bạn thấy cái phase của nó chính là ik x minus x0 đúng không? Còn cái phase của cái hàm số phức này là ik tau, thì nếu bạn chia ra các bạn sẽ được như thế này. Nhưng mình nói là nếu những người hiểu vật lý thì người sẽ hiểu là tau này chính là cái khoảng cách. Nếu vận tốc mình xét vận tốc là bằng 1 nha, vận tốc của ánh sáng truyền không gian là 1, thì cái tau này chính là cái thời gian ngắn nhất đi từ thời gian ngắn nhất để cái ánh sáng đi từ x0 cho tới x. Thì nếu mà mình scale cái vận tốc bằng 1, mình bỏ cái đơn vị đi á, thì cái khoảng cách đó chính là bằng cái khoảng cách đi từ x tới x0 theo đường thẳng. Cho nên là cái hiệu số này rất là nhỏ. Thì cái phase của cái hàm số này nó sẽ nhỏ hơn pi chia 2.
khi nó nhỏ pi chia 2 các bạn lấy log thì rất là tuyệt vời, lấy log thoải mái. Chứ trước đó mà các bạn mà lấy log u thôi á, bỏ vô máy vi tính á, lấy log u thôi thì cái hàm số mình nó không có liên tục. Cái chỗ nào cái file to hơn ở pi chia 2 nó sẽ giật ngược xuống. Nên cái hàm số này nó sẽ có trầm, mình không bao giờ viết được cái phương trình đạo hàm riêng cả, tại vì các bạn thấy là mình chưa có đạo hàm của hàm V mà cho cái hàm không liên tục thì rất là nhức đầu. Tuy nhiên mấy cái này á, thì mình nói chuyện với nhau thế này mình hiểu thôi, chứ các bạn đọc vô bài báo không bao giờ tôi viết cái đó trong bài báo cả, chỉ cần nói chuyện với nhau thế này thôi. Nhưng mà đó là cái chuyện thứ nhất. Cho mình hỏi coi ngay chỗ phương trình cho V khi k nhỏ lọc nói thêm được thì tính chất V không? Tại vì nãy như giáo sư Lộc có nói về k nhỏ như thế nào rồi tính khác không có nghiệm á. À, trường hợp k nhỏ thì em tin là nó đúng anh Thuộc, nhưng mà em không biết chứng minh thôi. Nhưng mà tại mình có cái phương trình V thì tại khi k nhỏ thì mình có thể đúng. Có thể dễ dàng đa tấn công hơn là phương trình U rồi phải. Em cũng không rõ lắm. Tại vì thật ra cái chuyện k lớn k nhỏ chẳng qua là để cho U khác không thôi. Chứ U bằng không thì anh em không định nghĩa log được. Chứ còn cái khi mình derive ra phương trình số 8 thì k lớn hay k nhỏ gì không quan trọng, chắc chắn là nó đúng. Nếu mà ngay đây tại V, nếu mà V mà nó xác định được thì U sẽ nó khác không, đúng không? Dạ, yeah, chính xác. Cho nên nếu mà V mà bị chặn ra là U sẽ khác không? Chính xác. Thì mình thấy cái phương trình V này mình có vẻ là khi mà k nhỏ mình dễ dàng làm hơn là phương trình U. Dạ, yeah, em suy nghĩ cái đó thêm mình. Cảm ơn anh Tuột. Cái hồi nãy mình nói với các bạn là khi mình đặt V này rất là thuận tiện cho mình, tại vì cái C này nó sẽ tách ra U. Tuy nhiên á, cái vấn đề cốt lõi vẫn chưa giải quyết được. Đó là một phương trình mà hai ẩn số, hai cái nô sinh mà chỉ một phương trình thôi. Thì bây giờ nếu mà các bạn muốn loại C ra thì các bạn để ý là cái phương trình số 8 nha, vế bên trái là phụ thuộc của K, vế bên phải là không phụ thuộc của K. Nếu các bạn muốn bỏ C đi, đơn giản là mình lấy đạo hàm của phương trình số 8 theo biến K, thì chắc chắn là phía bên phải nó sẽ bằng 0. Phía bên trái nó sẽ là một cục rất là to, rất là xấu trai, đúng không? Nhưng mà phía bên phải nó bằng 0. Nhưng khi nếu mà các bạn lấy đạo hàm theo biến K xong á, thì các bạn đạt được phương trình số 9. Nhưng phương trình số 9 này cũng không có dễ giải một tí xíu nào cả. Mặc dù bây giờ mình đạt được một phương trình với một ẩn rồi, U0 là có rồi nhé, U0 là tường minh rồi, đúng không? Nó nằm ngay đây. Thì phương trình này các bạn nhìn kỹ là không phải là phương trình elliptic, cũng chẳng phải phương trình parabolic, cũng chẳng phải là phương trình hyperbolic, cũng chẳng phải transport equation, không phải những cái phương trình standard mình biết để mà giải. Đây là phương trình bậc 3, tại vì nó có đạo hàm bậc 2 theo biến space, theo biến không gian, với lại một cái phương trình bậc 1 theo biến frequency. Yeah. Các bạn cũng nhìn thấy những cái term rất là khủng khiếp ở đây. Cho nên giải cái sau khi mà cái mình loại được hàm số C rồi, mình được cái phương trình nhưng mà mình cũng không biết giải cái phương trình nó như thế nào cả. Thực ra thì mọi người thì bây giờ anh em mình phải giải cái phương trình này trong một cái approximation context thôi, chứ kêu mà giải cái phương trình này, giải phương trình này thật luôn thì không ai giải nổi cả. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái approximation context. Thì đầu tiên các bạn có thể tạm thời quên cái phương trình số 9 đi, chốc nữa mình sẽ nhắc lại. Thẳng sẵn cái slide này với slide này nữa thì các bạn sẽ hiểu là tại sao mình phải học giải tích hàm. Lúc mình học giải tích hàm mấy cái cơ sở Hilbert mình học để mà đi thi với làm bài tập thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn mà học lên toán cao hơn thì các bạn sẽ thấy là nó thực sự rất là giúp ích. Giả sử sai em là một cái orthonormal normal basis của cái không gian Hilbert L2 của cái interval of wave numbers nhé. Thì chúng ta sẽ construct cái basis này như thế này. Đầu tiên các bạn định nghĩa với mỗi m thì mình định nghĩa một cái hàm số phi mk là bằng như thế này.
thì cái dãy phi m này á, nó complete à, cái này là viết sai chính tả, cái này phải sửa lại một tí, đó là L2 K lower bar K upper bar. Ok, trước khi mà mình gửi cái slide này cho ban tổ chức thì mình sửa lại cái typo chỗ này. Thì sau đó thì các bạn đơn giản là sử dụng Gram-Schmidt thôi, thì mình sẽ xây dựng được cái orthonormal basis phi m này của L2. Thì cái orthonormal basis này á, nó khác với những cái orthonormal basis khác của L2. Cái điểm rất là hay đó là nếu các bạn lấy psi m với psi n đạo hàm, các bạn lấy tích phân này lên thì các bạn sẽ được cái matrix SMN, đúng không? Thì matrix này nó invertible. Cái chuyện này là mấy cái basis thông thường không có, mà đó là lý do mà tại sao mà tụi tôi phải sử dụng cái basis này khi mà giải các bạn toán ngược. Thông thường mà đến đời có nhiều basis lắm, chứ không phải là chỉ riêng có một cái basis, có orthonormal basis này không. Ví dụ như các bạn nào mà học về Fourier transform hay Fourier series thì các bạn sẽ thấy mình có cái basis cosine và cosine, cái traditional basis đó. Thì cái hoặc là Lagrange polynomial chẳng hạn, thì cái term đầu tiên của những cái basis đó là một hàm hằng. Thì khi hàm hằng mà các bạn lấy đạo hàm ngay đây một phát nó bằng không ngay, thì chắc chắn cái mặt trận này không có khả nghịch. Mà tại sao mặt trận này khả nghịch thì chốc nữa mình sẽ thấy. Đó là tại sao mà chúng tôi bắt buộc phải sử dụng cái basis này chứ không phải là basis khác. Thì cái này là chính là giải thích hàm các bạn học này. Nếu mà các bạn cố định x với k thì các bạn hàm v các bạn sẽ viết được khai triển nó ra như thế này. Cái Fourier series của cái hàm v là như thế này. Fourier series mà with respect to cái basis psi nhé. Thì bây giờ các bạn thay vì viết như thế này thì mình sẽ sắp xỉ nó là cái tổng này là thay vì tới vô cùng sắp xỉ tới n thôi. Nếu để tới vô cùng thì không ai giải nổi. Cái n này là một cái cut up number nào đó. Trong đó đó vn vi này chính là cái inner product của v với lại cam số psi i này. Nên thì cái này chính là cái phần này các bạn học trong cả một chương của giải thích hàm, đúng không? Thì sau đó đó thì chúng tôi, nếu mà các bạn lấy v sub k cái đạo hàm theo k thì mình viết lại như thế này thôi. Thì sau đó các bạn, bây giờ hồi nãy mình nói là các bạn quên phương trình, cái phương trình thì phương trình xấu xí này, đúng không? Phương trình số 9 này. Bây giờ mình nhớ lại nhé, nhớ lại phương trình số 9 này. Mình đã sắp xỉ v theo cái truncation của cái Fourier series. Bây giờ mình sẽ thay thế cái sắp xỉ đó vô trong phương trình số 9, thì các bạn sẽ được với phương trình còn xấu hơn cả phương trình số 9 nữa. Đó là phương trình số 15. Tuy là mình nó rất là xấu nhưng mà thật ra nó lại đẹp. Đó là tại sao? Cái bạn này mình biết rồi đây nè. Bạn này mình biết rồi nè. Tất cả những cái thứ này mình biết rồi hết. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm mất k đi. Tôi nhân cái psi L này k rồi, sau đó mình lấy tích phân theo biến k thôi. Thì các bạn sẽ tìm được phương trình số 16. Trong tất cả những cái gì nãy giờ chưa có cái nào mà giải thích nặng cả, tất cả đều là đại số hết. Toàn là phép biến đổi đại số thông thường mà mình học ở calculus thôi nhé. Thậm chí là các bạn không cần hiểu phương trình đạo hàm riêng, mà từ nãy tới giờ thì tôi nghĩ là các bạn vẫn có thể theo được. Thì phương trình số 16 thì lại là đẹp rồi. Tại vì tất cả những cái hệ số S, nè, A, nè, B nè, là những cái hệ số mình có thể tính một cách tự mình. Thì tại sao mà S này cần invertible? Tại vì nếu mà các bạn lấy cái ma trận S này, các bạn lấy cái ma trận ngược của S thì các bạn sẽ viết được phương trình số 17 từ phương trình số 16. Rất là đơn giản. Thì các bạn thấy mình thu được cái gì? Nên là quasi-linear elliptic equations. Đúng không? Nhưng mà cái phương trình số 17 này đúng với mọi ai đi từ 1 cho tới capital N, nghĩa là mình thu được cái hệ phương trình quasi-linear. Đúng không? Cái vấn đề là bây giờ thì mọi thứ nó standard rồi. Ngay phương trình số 9 hồi nãy không phải elliptic, không phải parabolic, không phải hyperbolic gì, rất là khó giải. Nhưng mà phương trình số 17 này chính là hệ phương trình elliptic. Thì có nghĩa là bây giờ anh em nào mà biết giải phương trình đạo hàm riêng thì nhào vô giải thôi. Đúng không? Khi mình giải phương trình thì đương nhiên là mình phải có boundary condition mình mới giải được. Thì boundary condition thì tôi viết ở số 18, số 19. Thật ra boundary condition thì nó mình tính được từ cái data người ta đo, người ta cho mình. Thì mình sẽ tính được
cái boundary condition cho số đó là tôi biết số 18, số 19, thì cái bài toán ngược á, inverse scattering problem khúc đầu á, thì nó sẽ đưa về cái bài toán là các bạn làm sao mà giải được cái nonlinear equation 17 cộng với lại boundary condition 18 và 19. Thì tại sao mình có thể reduce cái bài toán inverse scattering như vậy được? Tại tôi giả sử là các bạn tính được V, giả sử mình tính được cái V1, V2 up to Vn, thì các bạn thay lại vô trong cái phương trình này. Nếu các bạn tính được Vi nữa, các bạn sẽ tính được V đúng không? Mình bỏ lại vô trong cái công thức số 12 thôi, thì mình tính được V. Khi các bạn tính được V rồi thì mình quay ngược lại đây, dùng cái phương trình số 8 mình tính được C. Nói chung rất là đơn giản đúng không? Nói chung là cái bài toán của mình là đưa về bài toán ngược, mình đưa về là từ bây giờ làm sao tôi giải được phương trình quasi-linear equation, có nghĩa là phương trình một cái phương trình elliptic. Các bạn có thể tưởng tượng làm sao mà tôi giải được cái phương trình elliptic số 17 là xong. Mọi chuyện là đơn giản như vậy. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ qua một cái section khác. Đó là bây giờ mình qua khỏi cái nhức đầu, bây giờ mình sẽ qua cái nhức đầu hơn một tí. Nó làm sao mà giải được cái bài giải được phương trình quasi-linear. Thì thay vì tôi nói giải cái hệ thì nó mình nói đơn giản hơn là mình giải một phương trình thôi. Thật ra cái kỹ thuật để giải cái hệ với một phương trình nó cũng giống nhau về cho cái phương pháp convexification method. Thì tôi gọi cái hàm f là cái hàm số mà nó non-linear thoải mái, mà hàm f là cái hàm nào đó. Thì chúng tôi muốn giải cái phương trình này. Thật ra cái phương trình 20 này là cái dạng tổng quát của cái hệ phương trình 19 này, cái phương trình 17 đúng không? Thì thay vì tôi giải phương trình 17 thì ok, thì tôi tìm cách tôi giải 20, tôi sử dụng cái phương pháp để giải phương trình số 20, mình bỏ lại mình giải phương trình số 17 thế thôi. Thì giải phương trình số 20 thật ra cũng khó lắm chứ không hề đơn giản cả. Thì thứ nhất á, là các bạn thấy cái data trong này là overdetermined, là thường là mình sẽ cho một cái phương trình thì mình chỉ cần hoặc là Dirichlet hoặc là Neumann thì mình giải thôi. Đằng này tôi đòi hỏi cả Dirichlet cả Neumann. Tại vấn đề là nó xuất phát từ bài toán ngược, thì Dirichlet và Neumann này mình đo được thì mình cứ xài thôi. Rồi nhưng mà nếu mà các bạn introduce cái data này mà có noise thì phương trình số 20 chưa chắc có nghiệm. Thì làm sao mình tính được nghiệm? Khi mà các bạn, nếu mà các bạn nhớ là trong bài toán ngược á, thì F với G này, hai cái hàm này tôi tính được từ cái data cho trước đúng không? Mà một khi mà mình đo rõ data rồi mà đo đạt thì chắc chắn là nó có noise. Thì chắc thì mà một khi nó có noise thì phương trình 20 này chưa chắc có nghiệm đâu. Thì cách giải là chúng tôi chỉ tìm được cái nghiệm mà nó best fit, nó gần đúng nhất. Thứ hai là cái phương trình 20 này là phi tuyến, cực kỳ khó giải. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cái phương pháp convexification method. Trước khi mà nói về convexification method thì mình cập lên một tí về cái phương pháp optimization. Thiên hạ tất cả mọi người được làm optimization, có nghĩa là khi mà các bạn muốn giải cái phương trình này thì các bạn coi như phía trái bằng không đúng không? Thì các bạn cứ dùng cái phương pháp least square thôi. Least square mình tìm cái minimizer thôi. Thì ngay khúc đầu mình nói cái phím hàm J này chưa chắc là convex, thì nó sẽ có multiple local minimizer. Thì mình tìm một cái muốn mà tìm được cái nghiệm thật á của cái phương trình số 20 ở trên thì mình cần phải có initial guess của hàm U. Chuyện này là chuyện impossible, không bao giờ có cả. Thứ hai là các bạn thấy nó có sự xuất hiện của regularization term chỗ này. Nghĩa là minimizer này á, thật cho dù là cái absolute minimizer luôn á, với lại nghiệm của phương trình đạo hàm riêng là hai cái thứ khác nhau, mình chưa chắc là tụi nó trùng nhau. Cho nên là cái phương pháp optimization này cũng có hai cái nhược điểm rất là to chỗ này. Thì chúng tôi sẽ convexify cái hàm số này bằng cách là nhét vào đây một cái Kalman wave function, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đây các bạn cái chỗ này lại có chỗ để nói nữa là thế này. Các bạn thường các bạn học phương trình đạo hàm riêng thì các bạn sẽ học nghiệm yếu. Nhà vô mình học nghiệm yếu trước đúng không? Nhưng mà sau đó thì mọi người sẽ nói là nếu mà F mà đẹp
thì người ta sẽ chứng minh được cái nghiệm yếu chính là nghiệm thật. Bây giờ mình bỏ qua cái bước đó, chúng ta chỉ tính nghiệm thật thôi, tính nghiệm strong solution thôi. Nghĩa là cái nghiệm này phải là nghiệm nằm trong C2. Mà nếu nghiệm nằm trong C2 ấy, nhưng mà nếu mà các bạn mà làm việc trên cái không gian C2 là cái chuyện nó cực kỳ khó. Nó không phải là không gian Hilbert, nó không có inner product. Thì đơn giản nhất là mình làm việc trên cái không gian HP nào đó mà P nó đủ lớn để cho là cái không gian sovereign này nó được nhúng vào trong C2. Thì lúc này mình tìm nghiệm ở trong tìm nghiệm của phương trình 20 trong HP, có nghĩa là mình tìm nghiệm mạnh. Anh Lộc ấy, bạn Nhân có câu hỏi ở chat đó. Cảm ơn Nhân, anh đọc được câu hỏi rồi. Khoan từ từ, thay câu hỏi không? Với optimization method tính rất lâu vì nó phải tính nhiều iteration. Nhân ơi, chính xác là tính rất lâu. Ở trên nữa hả? Không, câu hỏi cuối cùng thôi. Câu hỏi cuối cùng hả? Dùng cả Dirichlet và Neumann, tại sao mình không dùng Robin? Ok. Mình dùng Dirichlet tại Neumann là tại vì nó phụ thuộc cái data cho trước. Nhân, nếu mà người ta cho mình data Dirichlet và Neumann thì mình derive được Dirichlet và Neumann. Người ta cho Robin thì mình làm Robin. Trong đây thì anh đo, người ta cung cấp cho anh là người ta cung cấp Dirichlet, người ta cung cấp Neumann thì mình phải dùng Dirichlet và Neumann. Nếu tùy vào các bạn kỹ sư. Em ok không? Ok, cảm ơn Nhân. Thì thay vì mà mình làm cái thay vì mình định nghĩa một cái phím hàm least square như lúc trước, thì chúng tôi đơn giản chỉ là nhân với một cái mình least square, nhưng mà phải có cái wave function này vô đây, thì cái hàm số J này nó sẽ convex away. Hình như mình hơn một tiếng rồi đúng không? Anh Lộc cứ nói thoải mái đi ạ, không sao rồi. Không sao. Okay. Thì đương nhiên là nếu mà tôi claim như vậy là bỏ một cái quay như thế này vô thì cái hàm J nó sẽ convex, thì lúc đó mình minimize thoải mái. Thì nhưng mà phải chứng minh đúng không? Nhưng mà trước khi chứng minh thì tôi confirm với các bạn luôn, đó là các bạn J này nó sẽ là convex, nó có unique minimizer trong tất trong mọi cái miền bị chặn, trong HH là cái tập hợp của những cái tập hợp này. Thì khi mà cái miền bị chặn, tôi nói any bounded function có nghĩa là cái kích thước của cái tập hợp này không nhất thiết phải quá nhỏ, nó muốn lớn bao nhiêu cũng được cả. Đồng thời bây giờ mình đã có giả sử là mình chứng minh được số 1 nha. Bây giờ làm sao mà có được sao tìm được minimizer? Muốn tìm minimizer thì mình dùng cái phương pháp bình thường gradient descent method thôi. Thì cái chuyện thứ ba mình muốn trả lời là cái minimizer này nó rất là gần với là cái nghiệm của phương trình số 20 mình cần giải. Đó là ba cái khẳng định rất là quan trọng trong cái phương pháp convexification method. Thì về mặt thời gian thôi mình bỏ qua cái chuyện history này nhé. Nhưng mà công lao nói ngắn gọn thôi. Cái người khởi xướng là Klebanov, rồi người phát triển chính là nhóm của mình, rồi Khoa, rồi Thủy. Ok, cái hàm số J á, thì các bạn thấy là hàm số J mình đưa ra cách tường minh. Cái functional J là tường minh. Cái chuyện mà cái mục đầu tiên của cái định lý này là clear, nhào vô tính đạo hàm thôi. Còn phrasal derivative là gì thì các bạn phải học cái course mà giải thích vi tuyến các bạn mới biết được. Như cái số 21 mới là nhức đầu. Tại sao tôi muốn nói là cái số 1 này tôi muốn chứng minh là cái mục số 1 tôi muốn chứng minh là J convex đúng không? Giờ mình nói J convex là như thế nào trước. Nếu các bạn có một cái hàm số J có một cái hàm số trong một chiều thôi, nếu các bạn có một cái hàm số F như thế này nhé. Cái hàm số này cái đồ thị của hàm số là như thế này, các bạn, cái đồ thị này là đồ thị của hàm số convex. Chúng ta hiểu hàm số convex là như thế nào. Với tất cả các cái điểm x0 trên cái đồ thị này, nếu mà các bạn vẽ một cái tiếp tuyến nó bắt buộc phải nằm ở phía bên dưới của cái đồ thị hàm số thì cái hàm số gọi là convex, đúng không?
Thì bây giờ cái phương trình tiếp tuyến là gì? Phương trình tiếp tuyến các bạn có thể thiếu cái L x là bằng f mà tại cái này đổi thì cái hàm số f nha. Fx nhân cộng với f phẩy x 0 nhân x trừ x 0 đúng không? Đây là chính là cái phương trình tiếp tuyến mà mình học hồi lớp 12. Thì các bạn hiểu convex này thì có nghĩa là mình thiếu cái x 0 này đây. Có nghĩa là cái hàm số f x nó phải to hơn hàm số lx. To hoặc bằng. Nó bằng khi mà x trùng với x 0. Thì tôi viết thêm một lần nữa nha, đó là fx trừ cho fx 0 trừ cho f phẩy tại x 0 x trừ x 0 lớn bằng 0 đúng không? Lớn bằng 0 như thế nào? Đó, cái điều nếu mà điều này đúng với mọi x 0 thì cái hàm số mình là hàm lồi. Các bạn có thể hiểu là như vậy. Rồi bây giờ nếu mà không phải là trong một chiều như thế này, mình có hàm J thì các bạn tưởng tượng x0 này chính là U nha, x này là V nha. Thì các bạn so sánh là tôi thay thế F là bằng J, Fx là bằng J tại V. Thôi mình sửa lại cái này là V. Thôi được rồi, Fx các bạn thay là JV, còn Fx0 là J tại U. X0 cái vai trò của U với X0 giống nhau nha, vai trò của V với X giống nhau. Thì các bạn so sánh nè, hai cái term đầu tiên là giống nhau nha. Cái term thứ tiếp theo nè, đạo hàm của hàm F hay đạo hàm của hàm J tại x0 nhân với lại x từ tác động lên chỗ này là phải là tác động, tại vì nó là đạo hàm này chính là cái linear map tác động lên v trừ v0 v trừ u tương ứng với là x từ x0 đúng không, lớn cái gì đó mà bạn này lớn bằng không, thì có nghĩa là nếu mà mình chứng minh được 21 thì chắc chắn làm J của mình là convex. Thì cái đó nếu mà tôi viết như thế này thì cũng hơi nhức đầu, nhưng mà mình cần phải giải thích thêm một bước nữa tại sao nó không phát sinh cái nghĩa này. Thì định lý này á, thì là nó khẳng định cho các bạn là convex, J là convex. Định lý thứ hai á, quên nói cái này nữa, có nghĩa là định lý này các bạn có thể tìm được trong bài báo của mình với khoa, với lại clip anh up với lại bài báo với giáo sư Hưng. Rồi định lý thứ hai là định lý về làm sao giải thích là tạm làm sao các bạn tìm lại được cái minimizer. Thì các bạn lấy một cái lấy x u0 là cái hàm bất kỳ, không một cái initial guess nhưng mà không cần phải là tốt, một cái hàm bất kỳ nào đó, thì các bạn định nghĩa một cái dãy. Chỗ này không nên dùng delta nha. Delta rồi mình đã dùng delta function lúc trước, các bạn dùng cái chữ khác cũng được, hay là các bạn cứ tưởng tượng delta là số nhỏ là được. Cái này công thức này chính là công thức của gradient descent method, có nghĩa là các bạn có u tại cái bước trước, bác tính đạo hàm của cái u tại cái bước trước đó, rồi sau các bạn đi ngược lại hướng đạo hàm, viết delta là cái step size khá là nhỏ, thì các bạn sẽ thu được một cái dãy uk. Uk này chính là cái dãy minimizing sequence mà các bạn thu được nhờ vào cái phương pháp gradient descent method. Thì Thủy với lại mình chứng minh được là với lại bài báo thứ hai với lại giáo sư Hưng với Klibanov thì chứng minh được rằng khi mà k lớn bất chấp là u0 nó xa cái minimizer bao nhiêu không quan tâm, nhưng mà chắc chắn là cái right hand side này sẽ hội tụ về không. Cho nên là cái phương pháp convexification nó mạnh để cho là các bạn không cần phải biết cái initial guess là tốt. Đó là cái khẳng định thứ hai. Cái khẳng định thứ ba đó là minimizer với lại u0 nghiệm của phương trình nào riêng hai thứ khác nhau thì nó có gần nhau hay không. Sau khi mình tính được minimizer thì cái điều đó được khẳng định ở trong cái estimate này nhé. U star là cái nghiệm mình không cần biết nó là bao nhiêu hết, nhưng mà khi mà eta là cái eta mình quên nói là cái gì nhỉ, trong đây á nó chính là cái regularization term chỗ này là chỗ này, khi mà eta này nè nó nhỏ. Rồi delta là gì? Delta này chính là cái noise các bạn đo, cái noise level, có nghĩa là khi mà các bạn đo đạt cái boundary condition á có noise, thì khi mà eta nhỏ mà delta nhỏ thì
cái u min với lại cái minimizer của Jay với lại cái nghiệm của cái Hảo, phương trình đảm riêng là rất là gần nhau. Thì đó, cái ba cái định lý này á là nó giúp cho mình giải được cái phương trình số 20, mà phương trình số 20 là trường hợp tổng quát của cái phương trình mình thu được từ cái bài toán inverse scattering. Thì ở đây tôi show với các bạn là kết quả số của cái bài toán inverse scattering mà mình giải bằng cách dùng cái phương pháp convexification method với simulated data, cái data mà tạo được bằng máy vi tính. Thì giả sử cái hàm thật là như thế này, thì tôi áp dụng cái phương pháp convexification method thì tôi tính được cái ring này. Ok, hoặc là cái hình chữ Y chẳng hạn, hình chữ Y dài cũng vậy. À, ở đây có một cái quên nói nữa là cái contrast nó cũng cái số này chính là cái hàm số C mà trong cái hình màu vàng á, thì chúng tôi tính được cũng gần đúng. Thì cái mình cũng phải tính được cái hàm số Y cũng vậy. Nếu mà đây là cái test thứ hai thôi, tôi muốn tính cái này là hàm thật, cái này là hàm tính được dựa vào cái convexification method. Thì cái đó là bài toán trong dữ liệu mô phỏng trên máy tính. Còn ở trong phòng thí nghiệm á, thì người ta sẽ thiết kế một cái hộp cát như thế này. Trong hộp cát này người ta sẽ bỏ một số vật liệu, thì người ta sẽ đo đạt. Cái phòng thí nghiệm này là nằm ở trong trường đại học UNC Charlotte luôn. Thì người ta sẽ nhét những cái vật như thế này vô trong cái hộp cát đó, người ta đo sóng phản xạ lại, rồi chúng tôi sẽ sử dụng convexification method mà tìm lại được cái vật như thế nào. Thì nói chung những cái này mình nói nhanh thôi, tại nó không có toán gì cả. Thì thời gian cũng hết. Thật ra thì tôi thiết kế thẳng một cái chỗ để mà tôi nói với bạn làm sao chứng minh được cái convexification method như thế này. Thì đó là cái phần số 3 này đây. Thì hay là mình tốt nhất là mình nên bỏ qua đi, tại vì cái này toán nó cũng hơi nhiều mà thời gian thì nó cũng không có đủ. Mặc dù nãy có nói là cứ thoải mái, nhưng thật ra mình cũng hơi lo lắng. Anh Lộc không có áp lực về thời gian, cho nên anh Lộc thấy cái gì mà anh Lộc hứng thú mà muốn chia sẻ với mọi người thì anh Lộc cứ thư thả. Ok, nếu mà nãy nói vậy thì yên tâm nhé. Ngay cái title của bài thoát á, các bạn thấy là có chữ Kalerman estimate ở trong đó, mà từ đầu tới giờ mình chưa hề thấy Kalerman estimate. Mà tôi chỉ đưa ra cái định lý cho các bạn mà tôi không chứng minh gì cả. Tôi nói chỉ cần việc đơn giản nhét cái quay cho vô thì cái hàm số mình chắc chắn là hàm lồi, đúng không? Thì muốn chứng minh được cái hàm lồi đó thì các bạn cứ việc đơn giản mà viết cái vế trái của cái định lý này ra thôi. À, hình như mình có copy lại cái định lý dưới này thì sao? Có copy lại không nha? Ok, ngay đây 29. Thì khi mà các bạn mà viết cái vế trái ra để mà chứng minh cái vế trái lớn vế phải á, thì các bạn để ý là cái đạo hàm J này nè, J phụ thuộc vô cái hàm F này, đúng không? J phụ thuộc hàm F, đạo hàm chắc chắn phụ thuộc vô cái hàm F. Tuy nhiên á, nếu mà các bạn viết vế trái ra như thế này, viết tràn gian đại hải ra, thì chắc chắn là cái vế trái phụ thuộc vô hàm F. Mà vế trái nó phụ thuộc vô hàm F, nhưng mà mình không có impose bất kỳ một cái condition nào cho hàm F hết, cho nên là không bao giờ mình chứng minh được là cái vế trái này nó sẽ lớn hơn cái này nếu mà không có một công cụ đặc biệt. Thì nếu mà tôi viết tính toán âm đùm Excel ra đó, nếu mà đó, UV nha, rồi mình đặt H là bằng U, H là bằng V trừ U, H bằng V trừ U, thì các bạn nếu mà các bạn viết cái vế trái ra chắc chắn phụ thuộc hàm F. Nhưng các bạn nhớ là hàm F của mình đó, nó chỉ phụ thuộc vào đạo hàm bậc 1 của U và V thôi, nó phụ thuộc U và đạo hàm bậc 1 của U. Do đó thì mình có thể viết dù sử dụng Taylor expansion thôi. À, cái này là thêm một chuyện nữa, các bạn thấy là mình học calculus nên bắt buộc học Taylor expansion, đúng không? Học Taylor expansion thì các bạn khi mà
các bạn viết cái thằng này là thế nào, chắc chắn là thế nào cũng phải đụng tới cái thằng tới cái bạn này thôi. Đó là f của x v chính là u cộng h nhé. Grad u cộng h ngay đây trừ cho hoặc là cộng gì đó x u với lại grad u ngay đây. Khi mà mình tính ra cái vế bên phải này chắc chắn là thế nào các bạn cũng phải đụng tới cái này thôi. Cái này nếu mà các bạn dùng Taylor expansion thì các bạn sẽ ước lượng được cái hiệu này bằng là với là c nhân với h với là c nhân cho gradient h. Ok, tôi nói chung sử dụng Taylor expansion thì chắc chắn là mình sẽ thu được cái này. Yeah. Thì sau khi đó thì ok, tôi viết gọn là như thế này thôi. Tại vì O thì có nghĩa là OH có nghĩa là thật ra là C1 nhân với C, một hàng số nhân với lại H bình thường thôi. Rồi bây giờ đây là mình tạm thời để cái này vô túi nha. Bây giờ mình tự chú ý là cái bạn này là đạm bậc 2, cái này là đạm bậc không có đạo hàm mà đạm bậc 1. Kalerman estimate là cái thứ mà nó giúp mình sử dụng cái đạo hàm bậc cao để mà control cái đạo hàm thấp hơn. Nghĩa là đây là Kalerman estimate, chứng minh thì cũng dài 5 trang đó, cũng hơi chua, mà các bạn chấp nhận cái bất thành thấy đúng đi. Nghĩa là các bạn thay thế cái term đầu tiên bằng cái đại lượng bên phải này thì các bạn sẽ thu được là vế trái của cái bất thức convexification nó sẽ to hơn cái này. Khi mà lambda mà lớn á, thì bảo đảm là bạn này dương, bảo đảm bạn này dương, cho nên là mình chứng minh được là cái đây chính là cái key để mình chứng minh cái convexification cái bất thức lồi ở bên trên. Chính là cái key ở đây. Mà cái quan trọng nhất đó là khi mà các bạn viết từ đây tới đây chẳng qua là đại số thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà cái vấn đề là sau khi viết tới đây mình phải sử dụng Kalerman estimate như thế này. Thì các bạn thấy là khi lambda lớn thì chính là lambda này sẽ khử được, giúp mình khử được cái số 1 này. Cái lambda mũ 3 chứ hả? Khử được cái hệ số nhân với là h, mà lambda này sẽ giúp các bạn khử được cái hệ số này. Thì cái Kalerman estimate này nếu mà các bạn muốn chứng minh thì trong cái note thì mình có. Các bạn có thể nhìn lại. Nếu mà các bạn muốn, nếu mình có thời gian thoải mái nói dòng dài thì có thể như thế này. Chủ yếu là mình dùng đạo hàm bậc cao để mình xử lý cái đạo hàm bậc 1. Thì cái kỹ thuật này cũng không có gì mà là lạ lùng cả, cũng không có gì ngạc nhiên hết. Ví dụ như các bạn nào mà học Poincaré inequality rồi á thì các bạn thấy là người ta dùng đạo hàm bậc 1 để mà control cái không có đạo hàm nếu mà u bằng 0 trên biên. Đúng không? Nếu mà giả sử tôi giả sử u bằng 0 trên biên omega thì mình sẽ có được cái bất thức Poincaré như thế này. Nhưng mà nếu mà C này nó không đủ lớn thì nếu mà C này càng lớn thì cái estimate mình càng đẹp, đũng không? Nếu mà các bạn mà bỏ cái E mũ lambda nhân cái gì đó vô đây thì chỗ này chắc chắn là ra dân lambda. Tại một khi mình lấy đạo hàm lambda thì lên thì nghĩa cái hệ số này càng lớn thì lambda càng lớn, thế thôi. Còn nếu mà chứng minh được cái bất đẳng thức Kalerman mà cho tới đạo bậc 2 này thì đúng là nó hơi phức tạp một tí. Mình sẽ không có thuyết trình ở đây. Mình chỉ nói với các bạn là để mà chứng minh được cái hiện tượng convexify phenomenon thì đây chính là cái thứ quan trọng nhất để mình dùng cái vế phải này để xử lý cái phần âm của trong cái bất đẳng trong cái bất đẳng thức này. Thì cái đó là cái phần này. Bây giờ nếu còn vẫn còn thời gian thì ok, thì các bạn thấy tôi dùng cái phương pháp convexification á để mà giải bài toán ngược, ngoài cái bài toán ngược ra có thể làm được cái những gì khác hay, rất là hay. Ví dụ như các bạn có thể giải được phương trình Hamilton-Jacobi. Thật ra thì mình có chuẩn bị cái MATLAB code để mà giải phương trình Hamilton-Jacobi cho các bạn xem. Thì nếu mà các bạn giải phương trình Hamilton-Jacobi như thế này á, thì để tìm cái viscosity solution thì đơn giản là người ta sẽ làm cái gì nhỉ? Như mình viết thiếu ở đây hay sao? Đây rồi. Để mà tìm cái viscosity solution thì người ta sẽ đơn giản, người ta sẽ bỏ, người ta add một cái viscosity term như thế này. Cái này không phải là định nghĩa viscosity solution. Cái định nghĩa thì các bạn dở sách của giáo sư Hưng ra thì sẽ có một cái định nghĩa rất là nói chung chặt chẽ. Mà cái này thì người ta sẽ chứng minh được là chỉ khi là các bạn bỏ cái viscosity term vô, các bạn giải được cái phương trình này có được u epsilon thì u epsilon sẽ làm cái sắp xỉ rất là tốt cho cái viscosity solution.
Thì nếu mà một khi mà tôi viết như thế này thì các bạn sẽ thu được quasi-linear equation. Mà nếu mà quasi-linear equation, nếu mà các bạn có Dirichlet condition này như thế này, mà nếu mà trong một số trường hợp các bạn vẫn có thể tìm được cái Neumann condition, như trong cái trường hợp này là phương trình Icono thì tôi tính được Neumann condition. Hay chỗ này mình cũng nói nhanh bỏ qua luôn, có nghĩa là chúng ta nằm ở trong một cái chúng ta trong cái vị trí rất là tốt để sử dụng convex unification để mà giải cái phương trình Hamilton-Jacobi. Thì ở đây chúng tôi đưa một số cái tôi giải một số cái phương trình Hamilton-Jacobi dựa vào cái convex unification method, như là đây là phương trình Icono hoặc là cái phương trình cũng kinh tởm, đúng không? Mà nghiệm cũng đẹp. Rồi đây là cái sai số nếu mà mình có noise vô. Ok, thì cái phần số này mình sẽ nói rất là nhanh với các bạn như thế. Thì cái talk ngày hôm nay thì tôi chủ yếu là giới thiệu các bạn bài toán ngược với là cái ứng dụng bài toán ngược và trọng thể cái convexification method để mà giải, để đưa ra cho các bạn với là chúng tôi cũng test cái phương pháp với lại simulated data cộng với là cả experimental data. Rồi ngoài ra thì ngoài bài toán ngược ra thì các bạn thấy là convexification method có thể sử dụng để giải phương trình Hamilton-Jacobi, mà những cái phương trình rất là phức tạp nha. Ví dụ các bạn nhìn cái phương trình này, những cái phương trình này nè, ngay cả cái hàm F còn chưa chắc là continuous mình vẫn giải được tốt, không có vấn đề gì cả. Thì cái này á, nếu các bạn muốn hiểu hơn về cái bài toán ngược mà thì cách đây khoảng 12 tiếng đồng hồ thì giáo sư Đinh Nho Hào có give một cái talk ở tổng quan về bài toán ngược. Các bạn cứ lên trang web của công cái trang Facebook của Viện Toán học thì bạn sẽ tìm được cái video đó. Rồi mình quảng cáo luôn cái này, thật ra giáo sư Hưng với giáo sư Tuột đã nói lúc mà mình chat với nhau. Đó là ở trong cái workshop này thì bài toán ngược một phần nhỏ của bài trong cái workshop này chúng tôi sẽ Thủy sẽ nói về bài toán ngược, cho nên mình quảng cáo ở đây. Sorry Nam nha, anh quên mất cái event của em ngay sau cái event của cái workshop này, mà dạo sau thì cái event của em cũng không liên quan tới bài toán ngược. Ok, cái đó là mình muốn nói. Rồi bây giờ thật ra cái plan của mình tiếp theo sau khi mà cái talk này xong thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái code của MATLAB để tính ra những cái nghiệm này. Cái này chỉ tốn chắc khoảng chừng 5-10 phút thôi. Dạ anh lập làm MATLAB đi, cái đó quan trọng. Dạ chắc là bây giờ như này, giống như bây giờ mình dừng lại, mình thư giãn khoảng chừng 2 phút, rồi sau đó các bạn có hỏi gì hỏi, sau đó là giáo sư Lập sẽ chỉ cho các bạn làm MATLAB. Mình sẽ ghi hình này, giáo sư Lộc chỉ các bạn làm MATLAB để, vì cái này rất là quan trọng, vì cái này là một phần của bài toán ngược đúng không? Yeah. Thôi nếu trong lúc mà giải lao như thế này thì để có một câu hỏi có lẽ bạn Nhân rất quan tâm nhỉ. Lộc cho mình hỏi một câu hỏi là cái lý do mà để chọn cái hàm mũ á, e mũ gì đó để trong cái tích phần á, là vì nó từ cái Kalman estimate thì là sao? Kalman estimate là đã có cái hàm mũ sẵn trong đó là mới làm được hả? Đúng rồi, không có cái đó là không làm được. Thật ra thì câu hỏi Triều rất hay á Triều. Thủy nó đã từng làm cái thí nghiệm là giải lại cái bài toán inverse scattering không bỏ cái Kalman estimate vô như thế nào thì chúng tôi không, nói chung là mọi người không tìm được mà. Thì kết quả không tốt. Các bạn phải cho bạn nó vô thì kết quả mới tốt. Quên bỏ cái hình này lên nha. Nhưng mà ví dụ như mình có thể, nhưng mà tại vì yếu rồi là thay vì làm hàm mũ như vậy là có một cách nào mà chọn một cái hàm khác, là chọn một cái loại hàm khác, nhưng mà có thể là nó phải cần cái Kalman estimate như thế nào đó. Thật ra Kalman estimate này á, câu hỏi của Triều á, để mình nhớ lại trong lịch sử thế này. Đầu tiên là mọi người dùng nó để chứng minh cái unit continuation principle trong toán. Có nghĩa là nếu mà có phương trình đạo hàm riêng bậc hai thế này mà nó bằng không trên biên, là đạo hàm cũng bằng không trên biên á, thì cái hàm số nó sẽ bằng không luôn,
unit continuous iteration principle ngay khúc đầu người ta làm thì không phải là hàm mũ lambda gì cả, mà chính là cái hàm polynomial, không, power function triệu mở. Hình như có cái bài báo không Proctor gì? Thì đầu tiên người ta làm polynomial và sau đó người ta mới thêm một bước nữa, người ta mới làm là cái hàm em mũ. Nói chung là trả lời câu hỏi của Triều là hồi trước khi làm cái em mũ đó là có cái khác chứ không phải là không. Là cái hàm ví dụ như trong một chiều nó x mũ trừ lambda chẳng hạn, x mũ trừ lambda không em không đúng rồi x mũ trừ lambda đúng rồi, cái đó là cái power function đúng không, thì người ta vẫn có làm cái trò đó. Cảm ơn Lộc. Cái hàm em mũ thì nó lại mạnh hơn cái hàm power function rất là nhiều. Ở đây em thấy có câu hỏi của Nhân đây nè, là optimization method tính rất là lâu, có nhiều iteration. Anh ơi, cho em hỏi là ví dụ như cái phương pháp của anh nó có áp dụng cho phương trình là giải bài toán ngược cho phương trình B-Laplace không anh? Không. Tại vì B-Laplace em làm thì nó cũng dùng là minimization problem, đại loại là mình phải tìm chuyện yếu rồi biết ra được cái hàm dây rồi mình minimize cái hàm dây đó để tìm ra cái u. Mà bài toán thuận thì nó giải bằng linear conjugate gradient, còn bài toán ngược thì nó phải áp dụng thêm một cái phương pháp nữa là golden search, là bài toán ngược của nó là mình xét một cái bài toán uq rồi mình xét một cái bài toán uB là bài toán mình cần tìm cái nghiệm của nó, còn uq là cái bài toán mà người ta cho sẵn. Rồi từ cái UQ đó mình giải ra, rồi mình tìm một cái hàm lambda F gì đó, lambda F phụ thuộc UQ, rồi mình lấy minimization của cái tích phân mà có cái hàm lambda F đó, xong rồi mình dùng cái golden search đó, mình tìm cái UB mà nhỏ nhất, mà sao cho cái B nó gần như là cái Q nhất, thì cái thuật toán nó mới được chấp nhận, kiểu là nó được thuyết phục đó. Nhưng mà em không biết là cái phương pháp này nó có áp dụng được cho ví dụ như là BX Laplace problem, có thể là một cái mở hay cái gì đó. Ngay cả P Laplace đã chết rồi, tại vì cái phương trình P Laplace của em là fully nonlinear, trong khi cái phương pháp này mọi người chỉ thiết kế nó giải được quasi linear thôi. Em không cần phải nói tới BX Laplace, P Laplace là anh tèo rồi. Tại P Laplace thì nó kiểu nó giải nonlinear conjugate gradient thì nó kiểu nó rất là khó luôn. Tại vì nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện biên, rồi mình phải làm sao để mà khi mà mình xuất phát là nó phải gần ngay cái điểm bắt đầu nhất. Nếu mà mình xuất phát mà nó sao á thì cái sai số của mình nó sẽ xấu lắm, nên là em phải sửa rất là nhiều cái initial guess để mà nó sát với lại cái điểm bắt đầu. Cảm ơn Nhân confirm cái chuyện mà nãy anh nói rất là nhiều lần á, nhưng mà phương pháp anh nghĩ ra không áp dụng được cho bài toán của em đâu. Cho em có một câu hỏi giáo sư Lộc, có thể mở là cái slide hồi nãy không? Dạ em là Khanh, em ở Việt Nam. Ok, là cái chỗ công thức số 8 số 9 đó, giáo sư Lộc, em tại vì cái khúc mình lấy đạo hàm thì mình mất cái con si ở với phải, nhưng mà hồi mình giải cái phương trình đó mình tìm ra cái con vi, xong mình đi ngược cho lên thì em hiểu là nó có thể sai khác nhau một cái constant, nên là không biết là nó có cái em rất là cẩn thận, cảm ơn em. Dạ, rất là cẩn thận. Cái thứ hai đó là cái sổ ở dưới cái phương pháp cái chỗ mà cắt lên máy estimate á, giáo sư Lập, cái chỗ mà thêm cái hàm e mũ á, nó ở đâu đó dưới, em không nhớ, nhưng mà nó có cái đại lượng là mình thêm cái con e mũ vào cái phím hàm Tychonoff á, thì em không nhớ cái công thức số mấy trong cái slide, nhưng mà nó có, em có gọi là, tại vì em có đọc một vài bài báo thì nó họ thay, nghĩa là cái đại lượng mà chuẩn của UHB bình phương á, giáo sư Lộc, em thấy có một số bài thì họ làm là thay vì họ không làm cặp lên mà estimate, mà họ làm phím hàm Tychonoff đó, và cái đại lượng mà họ cộng vào á, nó không phải là bình phương mà nó có thể cộng vào
một cái mũ B nào đó với B chạy từ 1 đến 2 hoặc là B lớn hơn 1 thì em không rõ là không biết là anh có thể tưởng tượng là nếu mà mình cộng một đại lượng kiểu như vậy thay vì là bình đó, thì cái estimate của mình nó có tốt hơn một xíu không? Tại vì em có đọc một vài bài thì họ thay cái đại lượng B thay vì bình, phương pháp Tikhonov thay bình phương bằng một đại lượng B mũ B từ 1 đến 2 thì họ chứng minh được là cái điều kiện tiên nghiệm hoặc nó yếu hơn một xíu thì vẫn ra được cái ước lượng hội tụ nó cũng khá là đẹp. Uh-huh. Dạ, mới là một cái ý là cái tổng định lý mà cuối cùng cái phương pháp lọc nó sắp xỉ giáo sư Lộc. Em không nói là cái chỗ đó mình có cần một cái điều kiện tiên nghiệm gì ở trên cái solution của mình có không? Tại vì em đọc một vài bài theo cái kiểu mà mọi người ở Việt Nam đang làm thì thường họ phải push một cái variable, nó gọi là arrival condition trước, xong rồi nó mới ra được cái convergence estimate. Thì không biết là cái định lý đó mình có cần cái thông tin gì về nghiệm mà mình có thể biết trước để mình ra được cái sắp xỉ đó không, giáo sư? À, cool. Ok, tóm lại là em có 3 câu hỏi đúng không? Dạ, em có 3 cái. À, ok, câu hỏi đầu tiên thế này. Mình sẽ không bị phụ thuộc, mình không sợ cái chuyện constant mà em lo lắng đó. Tại vì mình tính ra được V, mình tính được V thì đơn mình bỏ vô số 8 thôi. Ý nó là từ số 8 qua số 9 em lấy đạo hàm, nhưng mà V nó vẫn là V. Mình sẽ không có bao giờ mình lấy nguyên hàm của số 9 mà được số 8 cả. Cho nên mình không sợ cái constant đó. Thứ hai là nếu mà em mà còn sợ nữa đó, em cứ nhìn vô số 8, em sẽ toàn là đạo hàm của V thôi, bỏ constant vô đâu có sao. Dạ. Thứ là, nhưng mà cái là câu hỏi thứ nhất nha. Câu hỏi thứ hai á là về Kalerman estimates. Chà, quên mất câu hỏi rồi. Cái chỗ đó đúng rồi, ở trên xíu hơn là trên nữa. Khoan, Kalerman estimates. Nó nằm một chút xíu ngay đây thôi. Dạ. Cái chỗ này chỗ nào nhỉ? Đây, cái phím hàm là cái phím hàm thì giáo sư Lộc. À, cái phím hàm. Dạ. Yeah. Ngay đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, em thấy em hỏi được không? Dạ đúng rồi. Em thấy là có một số bài họ thay họ không có dùng cái đại lượng màu đỏ mà họ dùng cái phím hàm thì cô đó mà họ thay cái số 2 này nè bằng một cái đại lượng mũ B với B lớn hơn hẳn 1 thì họ có cái ý của em nói là người ta sẽ dục cái thằng này đi. Tại vì người ta không có dùng Kalerman estimates. Dạ đúng rồi. Còn cái này đúng không? Là cái này là cái term khác đúng không? Dạ cái term đó là cái term thay vì bình phương á, là cái term bên phải á, thay vì bình phương á thì họ mua B. Với B một họ mua một cái số mà nó lớn hơn hẳn 1. Ừ, ok. Thì em thấy là nếu mà như vậy thì trường hợp mà B từ 1 đến 2 á, nó cho kết quả vẫn khá là tốt và cái điều kiện tiên nghiệm họ dùng nó yếu hơn xíu. Còn ở đây không biết là nếu mà thay cái số 2 đó bằng nghĩa là cái vẫn giữ cái vế trái, vẫn giữ cái đại lượng bên trái cái dấu cộng á, mà cái đại lượng bên phải dấu cộng mình thay cái số mũ 2 đó bằng một cái số mũ M nào đó với M nó chạy từ 1 đến 2 hoặc là M lớn hơn 1 thì không biết là nó có thể giúp ích gì hơn những estimate phía sau. Thế nói chung những cái gì anh làm rất là đơn giản. Cái số 2 với số B nó khác nhau, nó có một cái chuyện rất là quan trọng đó là nếu mình gọi số 2 thì mình làm việc trên không gian Hilbert. Còn nếu mà em để chữ P là em để trong không gian Banach thì em không bao giờ mà có những cái inner product để mà chứng minh này nọ. Thì có anh đoán là khi mà người ta dùng P cũng có thể là người ta sẽ được kết quả tốt. Tuy nhiên người ta có chứng minh được cái gì không hay là người ta chỉ làm số thôi? Nghĩa là người ta chỉ làm computation hay người ta làm analysis? Thì cái bài báo em đọc được, em có nhớ là người ta có chứng minh được gì không? Nó có một cái ý họ nói là tại vì dùng cái Tikhonov thì họ dùng cái điều kiện tiên nghiệm á, là em nhớ là nó mũ 2 hay là gì đó. Còn nếu mà họ dùng B với B từ 1 đến 2 á, lọc thì tiên nghiệm nó yếu hơn một xíu, thay vì mũ 2 thì họ chỉ cần một mũ B với B từ 1 đến 2 thôi. Và họ cũng ra được một cái ước lượng hội tụ
cũng, à, người cũng... ta vẫn chứng được chị đó hả? Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Quá hay. Nhưng mà initial guess của người ta thì như thế nào? Họ không có dùng cái phương pháp này, họ không có dùng cái kiểu mà lập này, họ dùng cái phương pháp này gọi là gì ta? Họ không dùng phương pháp lập, họ không dùng phương pháp lập. Họ tại vì cái khó nè, ok. Anh nghe câu hỏi của em là anh không biết, chắc mình nên discuss tiếp theo, tại vì em chỉ việc đưa cái bài báo đó cho anh đọc thì anh mới tiếp tục nói được, nếu không thì mình chuyển. Yeah. À, nhớ là chuyện hình nẩm, à, cái phương trình à, còn Hưng chứ hả? Cái phương trình cho U với lại W đúng không? Nghe chỗ này. Đúng rồi, nhưng mà em nghĩ là anh có thể chuyển qua làm số rồi sau đó anh giải thích cái kia sau cũng được anh ạ. À, ok. Yep. Ở đây thử nha. Các bạn thấy cái màn hình MATLAB này đúng không? Đây tôi thật ra thì đương nhiên mình không thể viết code từng dòng cho mấy bạn, là mình chuẩn bị trước này. Nên các bạn thấy, đầu tiên á là nếu mà các bạn muốn giải bài toán Hamilton-Jacobi thì đầu tiên một số thì mình giải một cái finite difference. Nếu các bạn giải finite difference thì mình sẽ định nghĩa cái miền omega vuông vức, có miền omega mà đi từ trừ một tới một, ví dụ như cái này nhé. Quên mất làm sao mà mình bỏ cái comment đi. Nhanh được ba dòng cùng một lúc quên mất rồi. Ví dụ như tôi để là data bằng các bạn dùng cái hàm mesh grid này nè, thì mình sẽ tạo ra được một cái miền giống như lúc mà các bạn học tích phân Riemann. Thì để coi đây, giả sử như tôi định nghĩa một cái miền hình vuông nha, thì trên cái miền hình vuông này nè, các bạn sẽ vẽ những cái đường thẳng mà song song với lại các trục tọa độ, thì mấy cái giao điểm của những cái đường thẳng đó tạo ra một cái tấm lưới như thế này. Thì khi các bạn học tích phân Riemann, chắc chắn là các bạn gặp cái này rồi, thì cái hàm mesh grid này nó giúp cho mình định nghĩa được cái miền đó cộng với lại cái sau khi discretize thì cái hình dạng nó thế này nhé. Thì bây giờ ví dụ như mình muốn giải cái phương trình Hamilton-Jacobi, thì đầu tiên á thì khi muốn giải thì mình giả sử mình viết cái nghiệm thật đi, sau này mình giả sử mình quên nó cái nghiệm thật, đầu tiên là tôi sẽ định nghĩa cái nghiệm thật nào đó. Không, cái phần này thì nếu các bạn nào biết MATLAB một tí rồi thì có thể biết cái này rất là nhanh, còn nếu các bạn chưa biết á thì dầu sao mình cũng sẽ gửi cái code này cho giáo sư Hưng với giáo sư Nẩm để mà bỏ lên mạng thôi. Thì các bạn chỉ Google cái chữ mesh grid này thì các bạn sẽ hiểu được nó nghĩa là cái gì rất là nhanh. Thì cái bước tiếp theo á, đây nó là tôi định nghĩa cái phương trình là tôi muốn giải cộng với lại cái nghiệm thật. Đây là ví dụ như trong trường hợp thứ nhất thì tôi để cái hàm U là hàm như thế này, rồi cái phương trình mà tôi muốn giải thì nằm ở trong đây. Như tôi muốn giải cái phương trình là trị tuyệt đối của grad U là cộng với 1 trên 150 U cộng với trị tuyệt đối grad U là bằng cái hàm số F nào đó, thì tôi để ở trong đây. Thì nếu các bạn chạy cái phần code này thì các bạn sẽ định nghĩa được cái hàm U và định với lại cái phương trình mình cần giải. À, ví dụ như tôi chạy cái này rồi nha, các bạn tôi vẽ nó ra
Dạ, sao mình bỏ được cái này quên mất rồi. Ok. Vui thầy, vui đen tất cả xong rồi có cái chỗ ở trên reference có. Đây hả? Ờ, bên refactor gần refactor kéo sang. Đấy vẫn ở cái tab đấy mà thầy đây kéo à? Sang. Không. Cái này. Đi sang nữa. À đây rồi, thấy rồi. Đây, vâng. Ok, cảm ơn bạn. Nhìn như các bạn vẽ vũ trụ là như thế này nhỉ? Như trong trường hợp 1 tôi định nghĩa cái hàm vũ trụ này, tôi cho các bạn xem là cái hàm như hàm parabol. À, sorry, là không nên nhấn cái này, chỉ nhấn cái bên kia thôi. Cái hàm vũ trụ của mình là như thế này. Thì nhưng mà cái initial guess mà tôi sẽ chọn để mà bỏ vô cái phương pháp convexification đó, là cái hàm zero, các bạn thấy tôi để zero như thế này. Cái này rất là nguy hiểm, cho zero này nó không có thỏa mãn cái boundary condition ngay ban đầu. Nhưng mà MATLAB nó sẽ giúp mình sửa lại cái lỗi đó. Thì còn cái chỗ mà chủ yếu là mình làm cái minimization là thế này, các bạn được cái định nghĩa cái cost functional. Nếu mà các bạn biết được cái phương trình riêng Hamilton Jacobi rồi nhé, định nghĩa cost functional rồi, sau đó thì ở chỗ này tôi cũng impose cái boundary condition. Sau đó thì tôi sẽ chỉ cần nhờ MATLAB, năng nỉ MATLAB, bạn làm ơn bạn tìm lại cho tôi cái minimizer. Trong đó cái đây chính là initial guess mà tôi chọn là U0 ngay từ ban đầu. Rồi tôi năng nỉ MATLAB làm ơn chạy giùm tìm cái minimizer. Nếu bạn chọn sau khi nó chạy xong thì tôi chỉ việc vẽ ra cái hàm số computed cộng với lại cái hàm số u trụ để các bạn so sánh. Nên để ý là trong cái code này á, những thứ mình bỏ vô phải là cái data chứ không phải là u trụ. Trong khi đó dữ liệu của data là mình đã xóa. Thì các bạn sẽ thấy đó, nếu mình bỏ dùng phương trong cái minimization process đó, các bạn sẽ thấy là cái đó, cái gì đó. Chút nữa tôi sẽ nói với bạn là tại sao mới đầu nó tăng lên nhưng mà sau đó nó giảm xuống từ từ. Khi mình dùng cái gradient method thì cái cost function thì giảm từ từ như thế này. Các bạn thấy nó mới đầu nó tăng là tại vì trong lúc nó chạy thì mình có thể nói tại sao mới đầu nó tăng, nó là tại vì cái hàm số u0 của mình chọn nó chưa có thỏa mãn boundary condition. Trong khúc đầu này nó sẽ giúp mình nó sửa chữa cái chuyện đó, nên các bạn thấy cái hàm số nó tăng lên, nhưng sau khi nó sửa chữa xong á thì nó sẽ sử dụng cái minimization process, thì cái hàm cost function của mình nó sẽ giảm từ từ xuống như đây. Thì cuối cùng thì sau khi nó giảm xong cái tình ở đây chúng tôi sẽ vẽ đó. À, sau đó các bạn phải đọc cái message như thế này, nếu mà nó ghi là nó dừng là vì lý do khác chứ không phải nó dừng vì nó tìm được cái minimum, thì các bạn phải chạy tiếp cái lệnh đó thêm một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa thì các bạn sẽ tìm thấy cái nghiệm, đúng không? Tại sao cái nghiệm này xấu hơn nghiệm này? Tại tôi cho noise rồi chứ không có gì cả, nên tôi trả noise xong cái nghiệm noise xong 10. Giả sử các bạn không có noise gì hết á, thì có lẽ cái hình nó sẽ đẹp hơn. Nếu các bạn để cái noise mà trên cái boundary data mà nó là 10% thì nó quá lớn. Thông thường người ta giải bài toán ngược từ chừng 2% hay 5% là người ta đã mừng lắm rồi. Đây, nên mình một phao đúng không? Đây các bạn thấy cái sai số của nó là cỡ 10 mũ trừ, cái này số 10 mũ trừ 3, các bạn có thấy không? Sai số này chỉ có là cái hiệu của nghiệm thật với là nghiệm mình tính được. Nếu các bạn cho thì cái này chính là cái code mà chúng tôi dùng để mà giải cái phương trình Hamilton-Jacobi mà trong cái mấy cái slide cuối của cái talk đó, các bạn sẽ thấy những cái hình như thế này xuất hiện. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chọn cái số mà cái step size nó nhỏ thì cái số này nó lớn, ví dụ 50 chẳng hạn, thì các bạn phải ngồi đợi hơi lâu. Và nếu mà để mà làm cho bạn coi ngay lập tức thì tôi phải để cái số này nó nhỏ. Còn cụ thể từng cái dòng lệnh như thế nào thì cái này thì mình không có thời gian giải thích cho các bạn, khi thì Google từ từ ra hết. Còn nếu không thì tụi mình sẽ có một cái buổi khác nói chuyện riêng
nếu mà các bạn request thì các bạn gửi email anh Lộc ơi hôm đó nói chuyện với em giải thích với em cái này được không, thì ok lúc đó mình sẽ set up cái gặp gỡ individually thôi. Trên Zoom mình sẽ giải thích cho các bạn. Ok, còn như các bạn thấy là rõ ràng mình chạy bỏ vô phương pháp convexification lập trình đó, thì các bạn sẽ thấy cái cost function nó giảm và đồng thời ra cái nghiệm khá là đẹp. Ok, bây giờ mình tắt cái này nha. Các bạn có câu hỏi gì không? Cảm ơn giáo sư Lộc rất nhiều về một bài giảng rất là thú vị, tức là có liên quan đến từ phương trình đạo hàm riêng đến bài toán ngược, giải thích hàm, rồi giải thích số, rồi là MATLAB code, rồi và những cái so sánh giữa các phương pháp khác nhau. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Lộc rất nhiều về cái buổi bài giảng hôm nay. Thì tôi sẽ tắt cái recording. Cảm ơn giáo sư Nam. Cảm ơn.